chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn công kích sau khi tăng 260 điểm sức lực so với một kẻ chỉ mới 34 như gã, quả thực rất khó đỡ. Kiếm phong sở chỉ vội xài thuốc, gã không từ bỏ dễ dàng thế đâu. Ý chí đấu giả giai đoạn 7 tuy đáng sợ, nhưng ý chí đấu giả không phải không có chỗ thiếu hụt. Ý chí đấu giả là một kỹ năng bị động, không có thời gian đóng băng, không kéo dài liên tục. Sau khi học được kỹ năng này, Pháp sư chiến đấu sẽ nhờ vào liên kích mà có được đặc điểm càng đánh càng hăng, nhưng hăng mấy thì cũng có biến cố xảy ra thống kê giai đoạn ý chí đấu giả theo liên kích, mà liên kích thường mang tính liên tục, việc thống kê được tính bằng cách đếm số liên kích liên tục để cường hóa thuộc tính cho nhân vật. Lấy ví dụ trước mắt, Hàn Yên Nhu của Đường Nhu lợi dụng quái mà có được 120 liên kích, đạt được trạng thái của giai đoạn 7. Nếu cô ngừng tấn công ngay bây giờ, thuộc tính của cô sẽ dừng ở giai đoạn 7, mãi mãi không biến mất. Mà khi cô bắt đầu tấn công lần 2, nhân vật sẽ chiến đấu với trạng thái của giai đoạn 7, nhưng kể từ kích ấy, ý chí đấu giả cũng bắt đầu thống kê lại số liên kích. Nếu bị hụt ở thời điểm liên kích 10, ý chí đấu giả của giai đoạn 7 sẽ biến mất và thay bằng ý chí đấu giả giai đoạn 1. Nói cách khác, nếu muốn giữ được ý chí đấu giả giai đoạn 7 đến cuối trận, thì mỗi lần nhân vật tấn công phải đánh liên tục hơn 120 liên kích, bằng không khi một kích kết thúc cũng là hồi kết của ý chí đấu giả giai đoạn 7. Hàn Yên nhu nhắm về phía kiếm phong sở chỉ, bốn kỹ năng mà cô tấn công đều suôn sẻ liền kề, theo quy định của hệ thống liên kích, cô vẫn đang duy trì ý chí. Đấu giả giai đoạn 7, nhưng chỉ cần liên kích của cô đứt gánh giữa chừng, ý chí đấu giả giai đoạn 7 cũng đi tong theo, kiếm phong sở chỉ thậm chí biết rõ điều này hơn cả đường nhu. Cho nên, chỉ cần tránh được một đòn hay cắt ngang nó một lần. Mũi nhọn đỏ lao đến, kiếm phong sở chỉ còn đang tính toán, Hàn Yên Nhu đã sớm dùng một công kích quét ngang đánh gã. Mới vừa rồi bị viên vũ côn cưỡng chế nằm đo đất, không thể sử dụng thao tác chịu thân để lăn tránh lúc này kiếm phong sở chỉ đang muốn chờ người đứng lên, lại không ngờ một mâu kia tới nhanh như vậy, thoáng cái đã bị quét ngã. Kiếm phong sở chỉ bất chợt hãi hùng, gã không thao tác nhanh bằng đối phương, mà đối phương còn được ý chí đấu giả giai đoạn 7 hỗ trợ, tốc độ công kích thêm 6, tốc độ di chuyển thêm 24, còn có thêm nguyễn văn không thuộc tính tăng tốc độ di chuyển nữa, sao gã có thể tránh được công kích của người ta chứ? Bộp, đương khi nghĩ đến huyễn văn không thuộc tính, một cái huyễn văn không thuộc tính bên hàn yên nhu đã nối tiếp đòn công kích quét ngang đập lên đầu kiếm phong sở chỉ may mà huyễn văn sát thương bằng phép thuật 260 điểm sức lực không ảnh hưởng gì thương tổn rất chi là bình thường nhưng đòn công kích đó lại khiến kiếm phong sở chỉ đang cạp đất giấy đành đạch hàn yên nhu bên kia vung trường mâu ra thiên kích hất gã lên trời một lần nữa đách tránh kịp kiếm phong sở chỉ thật sự muốn khóc luôn mấy cái kỹ năng dập khuôn của hàn yên nhu thêm chiêu lạc hoa trưởng châu bò kia nữa mình toi chắc rồi, chẳng qua. Hàn Yên Nhu vì đánh chết gã mà chả thèm để ý đến những con quái đang nhào sang tấn công, dám trận này cả hai sẽ ôm nhau chết chùm lắm. Kiếm phong sở chỉ biết bản thân không thể xoay chuyển gì, có điều gã vẫn thầm chờ đợi. Liệu còn cơ hội nữa không? Kiếm phong sở chỉ đang nghĩ vậy, bỗng một cục gì đó như hòn đá lăn đến dưới chân Hàn Yên Nhu. Kiếm phong sở chỉ chợt mừng rỡ, gã cố gắng chuyển góc nhìn giữa không chung, lập tức nhìn thấy trên mái hiên bên cạnh, bàn tay vươn ra của ai đó đang rút về. Một tiếng bùm, lựu đạn dưới chân Hàn Yên Nhu nổ mạnh, sóng khí hất văng cô sang bên. Tuy vội vàng thao tác chịu thân, không bị ngã xuống đất, nhưng ý chí đấu giả giai đoạn 7 của Hàn Yên Nhu đã biến mất hoàn toàn. Hế hế hế, Mỹ nữ à, game online không phải trò chơi của một người đâu. Kiếm phong sở chỉ đắc ý cười to, đường Nhu cảm thấy rất buồn, cô đã thấy người xuất hiện trên mái hiên kia, mà ở tít xa con phố, không chỉ một người đang đi tới. Cô biết, mình không còn cơ hội nào nữa rồi. Câu này của chú chuẩn không cần chỉnh, nhưng vào lúc này, bên tai đường nhu chợt nghe thấy một giọng nói. Tiếng nói ấy rất gần, gần như chỉ cách một bước, mà quả nhiên là một bước thật. chương 272, thay đổi rất nhanh. Ai, kiếm phong sở chỉ chỉnh góc nhìn qua lại hòng tìm người. Game online mà, gặp chuyện thì gọi người, có mất mặt chi đâu. Em xem anh chàng này nè, được yêu thế còn gọi thêm người trợ oai, nhận thức này, hiểu biết này, em phải học tập nhiều đó đầu đường nhu đã sớm quay lại nhìn diệp tu bên kia nói ung dung giọng trong game giọng ngoài game hai nơi truyền thẳng vào trong tay mình chính giữa hai người trần quả đang nghiêm túc nhìn màn hình chăm chú không chút cử động trái hẳn với tính cách của cô bây giờ làm vẻ đoan trang như thế càng chứng tỏ cô nàng có vấn đề đường nhu biết ngay là trần quả thấy tình hình bên mình không ổn đã thông báo diệp tu diệp tu mới có thể tới kịp lúc này nhìn gì vậy quái lên rồi kìa diệp tu nói đường nhu vội quay đầu về cả đám tiểu quái như ong vỡ tổ còn đang liều mạng nhào tới cô thanh máu của hàn yên nhu hiện giờ cũng không nhiều thuốc đang trong quá trình đóng băng khi nãy vất vả lắm mới tìm được cơ hội giết tên kiếm phong sở chỉ cô đành bất chấp chỉ cần công kích của tiểu quái không cắt ngang cô sẽ không để ý tới chỉ chuyên tâm đánh chết kiếm phong sở chỉ dù cho sau đó mình cũng nối gót theo vốn dĩ sắp dứt điểm được ai ngờ gã ta kêu thêm người trợ giúp chậu nước lạnh này dội quá ác làm đường nhu nản lòng vô cùng chẳng dè diệp tu cũng đúng lúc xuất hiện ở đây tình thế biến chuyển nhanh chóng tố chất tâm lý như đường nhu cũng chịu kích thích không nhỏ từ trước tới giờ chỉ thích tự mình giải quyết vấn đề lần đầu tiên cô nhận ra cảm giác có người bất thình lình kéo mình ngay lúc nguy nan lại tuyệt vời đến thế cô quả thật chưa từng trải nghiệm cảm xúc ấy đường nhu tâm sự tràn trề chảnh mảng thao tác lại bị quái nhào lên cào máu sắp thấy đáy mà quái ta cũng đã sớm bao vây diệp tu tới thì đã tới nhưng bản thân e rằng không thể thoát thân khỏi đây đâu. Trong đầu xuất hiện vài suy nghĩ như thế, song đường nhu cũng không dễ dàng thỏa hiệp, lạc hoa trưởng vốn chuẩn bị cho kiếm phong sở chỉ ăn hành phóng ra, tức khắc đánh bay mấy em quái trước mặt. Tiếng nổ ầm ầm đồng thời vang lên bên cạnh, tiểu quái sông phía hai bên đều bị sóng nổ hất xuống mặt đất. Một giây trước bị vây thành cục, một giây sau đã thoáng đãng bốn bề. Phối hợp với lạc hoa trưởng của cô, hai phát pháo chống tăng liền rơi xuống bên cạnh cô, tiễn vong hết đám quái quấn người trợn một cột sáng trắng thuần khiết nhưng không quá thuần túy chiếu lên người cô đó là thuật hồi phục nửa mùa của quân mạc tiếu tiếp đấy quân mạc tiếu nhảy khỏi nóc nhà đáp ngay cạnh hàn yên nhu trên nóc vang lên tiếng súng liên hồi viên đạn bay thẳng tới chuyên gia đạn dược đang rút súng của phe đối phương chuyên gia đạn dược quáng quàng chạy viên đạn lại như hình với bóng dí sát gã từng bước mặc cho ngói trên mái nhà bị bắn vỡ tung tóe gã ta vẫn lao đi rất vững vàng kỹ năng súng nòng xoay đã dùng xong nhưng chẳng trúng nổi viên nào. Ngay khi gã nghĩ tư thế né của mình trông thật thành thơi và đẹp mắt, thì bỗng nghe thấy ba tiếng pháo ầm ầm ầm, ba phát pháo chống tăng đang giết tới. Chuyên gia đạn dược chuyển góc nhìn, chỉ cảm thấy đạn pháo chưa từng gần mình đến thế, bèn hồi tưởng lại tràng cảnh lúc nãy, mới biết tư thế né mà bản thân tự nhận siêu đẹp, nhưng thật ra là đối phương đang dùng cách bắn đấy dụ mình vào tầm bắn gần hơn. Giờ ba phát pháo úp tới, còn là bắn ba góc khóa khu vực, làm sao để thoát đây người chơi chuyên gia đạn dược cũng liền dồn hết sức mình nhảy xuống bên cạnh kết quả đạn pháo đã nổ tung ngay khi gã đang lấy đà làn sóng khí hất gã bay ra ngoài đẩy gã sang hẳn một con phố khác em nhanh giết kẻ trộm noel đi bên này để anh kham giúp cho diệp tu nói với đường nhu đường nhu vội vàng quét từ phía kẻ trộm noel chen chúc trong đám tiểu quái vừa bị hất ngã xuống đất lúc này cũng đang bỏ dậy dũng cảm nhào tới chỗ cô đường nhu lập tức để hàn yên nhu minh đón quất tơi bời một trận. Lũ quái còn lại cũng đang vọt lên lần hai, kết quả bị phong sơ yên mộc đứng trên nóc nhà của tô mộc tranh ném đại bác đã tích đủ lực xuống. Năng lượng nén trong pháo lớn, nổ một cái, đám tiểu quái liền như diều bay tán loạn. Hàn yên nhu của đường nhu đã sớm gia nhập vào đội, không chịu ảnh hưởng nào. Mặc dù vẫn là cục diện lấy ít đánh nhiều, nhưng có tô mộc tranh hiệp trợ, số lượng ứng đối chỉ ít không còn nhiều như trước. Dù chúng nó có đồng thời nhào lên, đường nhu đã từng chịu được hơn 20 phút, giờ vượt cấp đánh mấy con, đường nhu vẫn làm được. Bên Diệp Tu thì đang điều khiển quân Mạc Tiếu xông tới kiếm phong sở chỉ. Kiếm phong sở chỉ vừa thấy người tới, tinh thần bà tám với đường nhu bỗng mất biệt, cũng không lên tiếp chiến, quay đầu bỏ chạy. Chỉ một lát sau, nguy cơ bên đường nhu đã được giải trừ, trần quả thở vào một hơi. Có điều tâm tình bây giờ của cô hơi phức tạp, bởi kiếm phong sở chỉ là ai đi cô quen. Tại thần chi lĩnh vực, kiếm phong sở chỉ là một cao thủ lâu năm trong công hội gia vương triều, từ khi Trục Yên Hà của Trần Quả gia nhập công hội, cô thường xuyên nghe được vài truyền thuyết có liên quan tới vị cao thủ gian trá này. Đúng vậy, Trần Quả cũng là thành viên gia vương triều. Bản thân cô là fan trung thành của gia thế, lại thích vinh quang, tất nhiên phải tận hết sức lực chui vào công hội gia vương triều. Nhân vật Trục Yên Hà không kém, trình độ Trần Quả cũng khá tốt. Game mà, yêu cầu đối với người chơi bình thường cao tới mức nào chứ? Điều kiện của Trần Quả, muốn gia nhập mấy công hội lớn cũng đủ rồi thành thử gia nhập vào công hội gia vương triều có chút thuận lợi thế là nằm trong hội đến bây giờ cũng quen ít đồng bọn không tệ kiếm phong sở chỉ đây là cao thủ tầng trên có tiếng tăm lớn trong công hội tầng lớp bình thường như trần quả sao có cơ hội giao lưu với các đại cao thủ bất quả hành động của cao thủ luôn là chuyện hàng cóc hàng ngày của bọn cô thế nhưng hôm nay khi thấy kiếm phong sở chỉ vẫn gian xảo như trước khác là gã đối phó với bạn bè bên cạnh mình trần quả đột nhiên nghĩ tên này cực kỳ đáng ghét Gian xảo trong suy nghĩ ban đầu, đã hoàn toàn biến thành nghĩa xấu. Trần Quả cũng là người chơi có kinh nghiệm lâu năm, cô không quan sát từ đầu, nhưng, một đống quái bên cạnh Hàn Yên Nhu, kiếm phong sở chỉ chỉ lượn qua lượn lại không đi, đường Nhu cắn răng cố gắng giết gã. Một màn này, đã đủ cho Trần Quả đoán ra 7-8 phần. Trần Quả biết tính đường Nhu, dù có đại cao thủ như Diệp Tu bên cạnh, nhưng con bé sẽ thả chết chứ không kêu cứu. Vì thế, Trần Quả đành phải làm thay, nhưng một bên là công hội, một bên là bạn bè, Trần Quả quả thật rất lung túng. Song xét thân sơ, xét đạo lý, đường nhu cái nào cũng hơn hẳn, cuối cùng Trần Quả không chút do so dự đứng về bên này, còn tên kiếm phong sở chỉ mà cô từng nghĩ gã gian xảo rất cá tính kia, đổi sang một góc nhìn khác, Trần Quả chỉ mong gã nhanh nhanh đập đầu vô tường chết đi. Ấy cha, sao nó chạy rồi Trần Quả làm bộ chăm chú chơi game, khóe mắt kỳ thật cứ lượn trái lượn phải. Đang ngó Diệp Tu sắp đi qua chỉnh chết tên gian xảo này, ai ngờ gã ta không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy. Trần Quả vô cùng thất vọng, buột miệng thốt lên, vừa vặn trông thấy Đường Nhu nhìn sang mình, bèn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc vỗ bàn phím ra vẻ tập trung vào game, tao xem mày chạy đằng nào. Đường Nhu đang đánh mấy con quái vượt cấp, nhưng vẫn nhịn không được vì cười một tiếng, giả bộ cái gì không biết. Ha ha Trần Quả thấy mình lộ rồi, cũng không giải thích, tùy tiện quan sát cuộc chiến, mắt giáo giác những hai màn hình, tình huống hai bên đều muốn xem, đầu quẹo trái quẹo phải, y như chống bỏi. Kiếm phong sở chỉ đang lẩn trốn, gã chết chân nhìn chằm chằm vào đám anh em đang tới ở đầu đường phía trước, muốn tìm tiếp ứng thật nhanh, bởi vì gã biết thân phận của quân Mạc Tiếu. Trần gia Huy tổ chức một công hội lớn, trung quy vẫn có vài thân tín tâm phúc. Trong công hội gia vương triều, hắn chắc chắn không dám nói mình đang coi Diệp Thu là đối thủ, đương nhiên cũng không dám tiết lộ thân phận quân Mạc Tiếu. Nhưng, một số kẻ kề cận hắn vẫn biết được sự thật này. Kiếm phong sở chỉ có cay độc, có gian xảo nhiều đi chăng nữa, gã cũng không nghĩ bản thân có năng lực sánh vai cùng tôn thần Diệp Thu này. Vừa thấy quân mạc tiếu chạy về phía mình, mà bên cạnh gã lại không có sự giúp đỡ từ một ai. Sau lâu, tay kiếm phong sở chỉ đều đang run rẩy thực hiện thao tác xoay người trôi chảy, đập phím chạy như điên, hận không thể có ý chí đấu giả giai đoạn 700 tăng tốc cho mình. Chẳng qua, chạy là mong muốn của gã, còn thoát hay không lại là chuyện khác. Diệp tu thao tác thuật phân thân, quân mạc tiếu thoáng chốc hiện gần thêm mấy ô, vung tay, ném một trái lựu đạn. Không phải ném dưới chân kiếm phong sở chỉ, mà là ném tới trước mặt gã. Cứ chạy về phía trước sẽ bị lựu đạn nổ lùi về, kiếm phong sở chỉ chỉ đành lượn vòng. Vòng một cái thì đã trễ, lập tức bị đuổi kịp mấy bước. Tam đoạn chảm, kiếm phong sở chỉ gấp rút muốn dùng kỹ năng này hòng di động nhanh hơn. Kết quả chợt nghe tiếng vù như một cơn gió phía sau. Quay góc nhìn lại, quân mạc tiếu ra chiêu hồ quang thiểm của thích khách, một kỹ năng có thể dùng để dịch chuyển tức thời nhanh hơn cả tam đoạn trảm của kiếm khách. Lại gần vài bước, kiếm phong sở chỉ hoảng rồi, vẫn còn cách đồng bọn ở đầu đường khá xa, bản thân sắp bị đuổi kịp, Diệp Thu sắp đuổi kịp mình rồi. Là Diệp Thu đó, đùng, đằng sau vang lên tiếng súng, cự ly quá gần, kiếm phong sở chỉ cũng không tránh thoát, nhưng tránh không thoát cũng phải chạy tiếp, kiếm phong sở chỉ điên cuồng gõ phím, lại phát hiện nhân vật mình cứng ngắc không động đậy được. Đệt, đạn đông cứng, dân chơi lâu năm rất biết hàng, có điều hiệu quả đông cứng của đạn đông cứng cũng không dài, vừa dứt xong liền quáng quảng muốn chạy. Đùng, lại là tiếng súng, gần hơn, càng không thể tránh, kiếm phong sở chỉ trúng súng này liền bay lên. Đạn lơ lửng, trong bụng kiếm phong sở chỉ còn đang thắc mắc đây là kỹ năng gì, gã khá sành sỏi đấy. mươi 273, Kỹ thuật siêu cao thủ Kiếm khí sở chỉ đang lơ lửng còn muốn né công kích của quân Mạc Tiếu quả là nhiệm vụ bất khả thi. Chỉ thấy bùm một tiếng, khí kình hất tung mưa tạo thành một lớp bọt sóng, chân thực đến mức như muốn hất thẳng từ màn hình vào mặt. Kiếm khí sở chỉ bị đánh bay vèo ra ngoài, gã vội vã chỉnh góc nhìn, đang định chịu thân bình yên đáp đất. Nhưng vừa chuyển mắt thì thấy ngay chỗ mình sắp hạ cánh là một em tiểu quái đang đứng. Kiếm khí sở chỉ chu lên sung sướng, nếu tiểu quái kia bị gã đâm trúng, công kích được tính lên đầu quân mạc tiếu, tiểu quái sẽ lập tức chạy đến phản kích, tăng cơ hội đào tẩu cho mình, đúng là trời xanh phù hộ. Kiếm khí sở chỉ còn đang ảo tưởng sức mạnh, nhân vật đã bay đến gần tiểu quái. Kết quả là, bay sượt thôi, hai kẻ chỉ cách tí tẹo, muốn đến với nhau nhưng vô vọng. Đậu má kiếm khí sở chỉ chán nản kêu lên, cứ tưởng sẽ đụng vào quái nên gã trả thèm chịu thân, giờ thì xịt rồi. Lại phải cuống cuồng xem hướng để tiến hành chịu thân, may là thao tác thành thạo, chút thời gian ít ỏi đó vẫn vừa sinh. Nhân vật lăn một vòng rồi nhổm dậy, ai ngờ trước mắt lóe lên một đường đao bổ xuống. Nhanh quá, kiếm khí sở chỉ hoảng hồn, nhưng dây tiếp theo thì lập tức nhận ra, không phải quân Mạc Tiếu, mà chính là tiểu quái kia nhào đến. Kiếm khí sở chỉ sững người, rồi khóc không ra nước mắt. Chuyến hạ cánh của gã không đụng vào quái, đương nhiên quái sẽ không có thù hận với quân Mạc Tiếu. Đổi lại chính gã lại rơi đúng vào phạm vi thù hận của nó, thành thử ra chính gã lại bị cư dân thành tội ác bám đuôi. Kiếm khí sở chỉ vừa nhổm dậy đã lại lăn một vòng tránh đao. Với khả năng của gã, đối phó một em quái chỉ là muối nhưng vấn đề chính là quân mạc tiếu bên kia đâu có chịu đứng yên kiếm khí sở chỉ chuyển góc nhìn quả nhiên quân mạc tiếu đang xông đến ảo tưởng tiểu quái sẽ giữ chân quân mạc tiếu để thoát thân tan thành mây khói ngược lại chính gã bị quái bám quần tăng thêm cơ hội cho quân mạc tiếu hành gã vừa đánh quái vừa phải né quân mạc tiếu kiếm khí sở chỉ càng đánh càng cuống thấy quân mạc tiếu không tiến lên nữa mà nâng vũ khí lên bắn một phát súng phát súng này vô cùng bí ẩn ngay cả kiếm khí sở chỉ cũng không đoán được là công kích gì, bởi nếu là đạn thường thì chả nói làm gì, ăn một phát còn chạy được, chứ nếu là viên đạn quái quỷ của chuyên gia đạn dược, chúng một phát còn thêm cả hiệu ứng thì chỉ có nước đo sàn. Kiếm khí sở chỉ muốn né, nhưng đạn bay quá nhanh làm gã không kịp nghĩ, hoảng hốt không chọn được đường nào liền nhảy đại ra sau tránh né, ai dè vừa nhảy đã thấy sau lưng như có tiếng người cười khặc khặc. Có tiếng cười. Kiếm khí sở chỉ còn đang xem tiếng cười ở đâu thì góc tầm nhìn như nháng lên một bóng người, gã vội vàng xoay lại thì thấy, một cư dân thành tội ác vốn đang ôm góc tường đột nhiên đứng dậy, chạy về phía mình. Đệch đệch, kiếm khí sở chỉ muốn hộp máu, vừa mới sơ sảy cái đã dẫm lên phạm vi cừu hận của một tiểu quái khác, trêu chọc phải một bạo dân rồi. Kiếm khí sở chỉ vội vàng chuyển hướng muốn tránh trước, không được vài bước đã lại thấy tiếng bước chân đến gần, lúc gã mải tránh đông tránh tây, quân mạc tiếu đã đuổi tới nơi rồi. Không đánh trực tiếp thì cũng phải tạo ít chướng ngại vật cái đã kiếm khí sở chỉ cắn răng đến 1, 2, 3, mắt người quay lại tung một chiêu rút đao chảm. Đờ mờ, kiếm khí sở chỉ điên tiết chửi ra tiếng. Phía sau gã, quân mạc tiếu nhảy lên cao, rút đao chảm trượt qua chân hắn, mà sau hắn có hai tiểu quái ở đâu ra, bị rút đao chảm của gã bổ chúng. Hai tiểu quái vốn đang theo quân mạc tiếu, ăn một đao này, tầm mắt tức thì chuyển sang kiếm khí sở chỉ, dơ dao sông lên. Bốn con, đến nước này dùng đầu gối cũng nghĩ ra, dù không đụng phải tiểu quái, nhưng lại dẫm lên phạm vi thù hận của quái, giờ quân mạc tiếu lại kéo theo hai tiểu quái phía sau, đây không phải trùng hợp, mà là đối phương cố ý bày ra. Rõ ràng đây là trả thù lộ liễu, dùng chính thủ đoạn gã từng đối phó với Hàn Yên Nhu để đáp trả gã. Nhưng thủ đoạn của người ta cao siêu hơn, không chơi trò bẩn thỉu Đẩy bay gã đến phạm vi thù hận của quái, riêng cái này cũng là một loại kỹ năng rồi. Kiếm khí sở chỉ túa mồ hôi hột, bốn con, gắng thì cũng đối phó được, nhưng còn quân mạc tiếu thì sao? Gã nhìn qua, dường như Quân Mạc Tiếu không vội chạy đến đây. Hắn muốn lùa thêm nhiều quái nữa ư? Đột nhiên kiếm khí Sở chỉ nghĩ vậy, gã vội vàng xoay quanh để ý. Đây vốn là khu luyện cấp, không nhiều quái sao đủ cho người chơi cày level. Cách con đường này vài bước đều có quái cư dân, kiếm khí Sở chỉ nhìn quanh, chỉ cảm giác như chúng sắp trở thành đối thủ của mình đến nơi rồi. Cẩn thận, hết sức cẩn thận, kiếm khí Sở chỉ cố gắng quan sát xung quanh, quan sát hành động của Quân Mạc Tiếu thấy quân mạc tiếu dường như không mấy hứng thú với đám quái quanh đó, cũng chả chủ động lại gần, nhất thời kiếm khí sở chỉ không đoán được đối phương đang nghĩ gì. Rốt cuộc tay Diệp Thu này muốn sao, kiếm khí sở chỉ nhìn về cuối con đường, đám anh em nhà mình đang đến cứu viện. Thẳng thắn mà nói thì kiếm khí sở chỉ không hy vọng với lèo tèo vài mống người có thể hạ được quân mạc tiếu, gã chỉ cần thêm người để tình hình thêm hỗn loạn, tạo thêm điều kiện cho gã thoát thân. Đang mải nghĩ, bỗng dưng thấy trên nóc nhà đối diện loáng thoáng bóng người, là chuyên gia đạn dược bị Tô Mộc Tranh hất tung lên lúc nãy đang lén lút bỏ lại đây. Xem ra là đến để giúp gã, tay cầm một quả lựu đạn, đến gần, lẳng lặng ném lựu đạn về phía lưng quân Mạc Tiếu. Kiếm khí sở chỉ căng thẳng muốn chất, dường như quân Mạc Tiếu vẫn không hề hay biết, nếu lựu đạn nổ chắn tầm nhìn, gã lại thêm mấy phần cơ may đào tẩu. Lựu đạn bay thành đường vòng cung, chỉ cần rơi xuống đất là sẽ nổ tung. Ai ngờ đúng lúc đó, quân Mạc Tiếu bỗng dưng xoay người, gần như đồng thời vung kiếm kiếm lóe lên quả lựu đạn đang bay giữa trời bị bổ trúng phát nổ tức thì kiếm khí sở chỉ còn đang tiếc nuối đã thấy ánh kiếm vừa biến mất quân mạc tiếu dơ vũ khí trong tay lên ánh lửa bắn ra từ họng súng trên nóc nhà đối diện chuyên gia đạn dược không hề phản ứng còn đang hí hoáy lắp đạn chuẩn bị tấn công tiếp kiếm khí sở chỉ muốn nhắc nhưng quá muộn quân mạc tiếu bắn ra là pháo chống tăng đến khi chuyên gia đạn dược phát hiện ra thì đã không thể né tránh pháo nổ tung thành cột khí hất văng hắn ta gã sóng xoài ra đất lần thứ hai. Kiếm khí sở chỉ thẫn thờ nhìn chân chối, suy cho cùng gã là một kẻ rất sành sỏi, chỉ bằng tất cả những gì vừa diễn ra trong trước mắt đó, đã bao gồm biết bao kỹ thuật siêu cao thủ. Quân Mạc Tiếu dùng một kiếm phá lựu đạn đang bay, có thể đảm bảo xác suất thành công cho hành động tinh vi đó không có bao nhiêu người. Tiếp đến là pháo chống tăng, dùng chính khói mù của lựu đạn để che giấu tầm nhìn. Nên chỉ có kiếm khí sở chỉ đứng bên này là thấy rõ, mà chuyên gia đạn dược bên kia hoàn toàn không hay biết gì với chuyên gia đạn dược hành động bắn súng của quân mạc tiếu đã hoàn toàn bị quả lựu đạn nổ kia che lấp cho tới khi quả pháo xuất hiện hắn ta mới không kịp trở tay chi tiết nhỏ đó muốn lợi dụng đâu phải chuyện dễ dàng phải nắm rất rõ vị trí và tầm nhìn của đối thủ hiểu biết lựu đạn nổ sẽ gây hiệu ứng gì tốc độ tay cực nhanh mới có thể hoàn thành thao tác bắn pháo chống tăng giữa lúc lựu đạn nổ tung một lần nữa kiếm khí sở chỉ dứt khoát quay đầu bỏ chạy Càng lão luyện càng ý thức được hắn ta đáng sợ cỡ nào. Kiếm khí Sở Chỉ ý thức được nên gã mới không trông cậy vào ai có thể ngăn cản được Quân Mặc Tiếu. Chạy hay chết, để vận may quyết định, kiếm khí Sở Chỉ không chuyển góc nhìn ra sau nữa, không hề. Gã chạy, cắm đầu cắm cổ chạy về trước, không quan tâm sau lưng có gì, không muốn xem Quân Mặc Tiếu cách mình bao nhiêu, có lùa thêm tiểu quái đến nữa không, gã chỉ chạy, chỉ có đâm thẳng mới là cơ hội thoát thân duy nhất. Tiếng súng vang, kiếm khí Sở Chỉ không ngoái đầu chỉ khẽ đổi hướng, có tránh được không, xem ý trời. Tiếng súng lại vang, kiếm khí sở chỉ vẹo người né, vẫn không hề ngoái lại. Tiếng súng vẫn vang đều, kiếm khí sở chỉ vẫn vặn vẹo chạy trốn, máu không giảm xuống, gã không bị bắn trúng. Kiếm khí sở chỉ chợt giấy lên hy vọng, chẳng lẽ chính vào bước ngoặt cuộc đời này gã lại bùng nổ tiềm năng gì chăng? Là khả năng tránh đạn siêu quần ư, đoàng 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 đoàng, trong tiếng súng không ngừng, kiếm khí sở chỉ cảm giác gã chạy cứ phiêu như lăng ba vi bộ đùng lại thêm tiếng súng kiếm khí sở chỉ lại vặn eo sinh mệnh vẫn y nguyên kiếm khí sở chỉ tự thẩm mình đẹp dai vờ lờ sau đó trong góc tầm nhìn gã thấy có gì đó đang đồng hành cùng gã kệ mẹ nó chạy cái đã kiếm khí sở chỉ không muốn lãng phí chút thời gian nào lại một tiếng súng vang nơi góc tầm nhìn như lóe lên ánh lửa cho tới khi nó xuất hiện rõ mồn một trong tầm nhìn của kiếm khí sở chỉ rõ ràng là quân mạc tiếu chứ ai mặt đối mặt nhưng là đi ngược bởi vì Hắn dùng phi súng. Kiếm khí Sở Chỉ khóc tiếng mán, thì ra người ta dùng phi súng để đuổi theo gã, vậy mà gã còn nghe tiếng đoán vị trí mà vặn vẹo hết cả người, nhất định là giống tâm thần lắm. "Chú em lắc đẹp lắm." Kiếm khí Sở Chỉ nghe thấy có người khen mình, gã đã chuẩn bị rút kiếm, dù đối thủ là ai, đáng gầm cỡ nào, gã cũng không muốn chịu thua như vậy, thà liều mình chống cự, thế mới ra dáng đàn ông. Kiếm Chỉ Sở Chỉ nhìn chằm chằm quân Mạc tiếu đã hiện rõ trong tầm nhìn của mình. Đùng! lại một ngọn lửa bùng ra, kiếm khí sở chỉ đã thành phản xạ, nghe thấy tiếng súng là tự giác lắc eo. Kết quả, phát súng vẫn không hướng về gã. Nhận rồi à, đối phương như cười nói, kiếm khí sở chỉ vừa xấu hổ vừa giận, rút kiếm sông lên, chủ động tấn công quân mạc tiếu. Đại thần thì sao, chết cũng đều rất 10% kinh nghiệm, bố liều với mày. Xem đây kiếm khí sở chỉ giống lên, kết quả một kiếm này bị quân mạc tiếu dễ dàng tránh được. Đối thủ ở đâu cũng không biết, chú em thất bại quá. Diệp Tu cười bảo, kiếm khí sở chỉ giật thoát, vừa nãy gã qua chú tâm nghe tiếng súng, giờ mới đột nhiên phát giác, còn có tiếng bước chân chạy rất nhanh đã xuất hiện rõ gần mình. Đây là, kiếm khí sở chỉ vội vàng chuyển góc nhìn ra sau, một mũi nhọn đỏ vọt đến trước mặt gã, ai đi trên đỉnh đầu đối phương là Hàn Yên Nhu. chương 274, chiến đấu đến cùng, đường Nhu hợp lực cùng Tô Mộc Tranh, tiếp tục tụ kẻ trộm Noel và hơn 10 tên cư dân vượt cấp lại rồi thanh lý sạch sẽ, mà trong lúc ấy, Đường Nhu vẫn là tay đánh chính. Hàn Yên Nhu có được ý chí đấu giả mắc cấp, cho nên lực công kích hơn hẳn phong sơ yên mộc của Tô Mộc Tranh. Tiểu quái bị diệt sạch, giết trộm Noel lấy lại quà xong, Đường Nhu khống chế Hàn Yên Nhu chạy về phía kiếm phong sở chỉ. Lại là ý chí đấu giả giai đoạn 7, hơn nữa tốc độ di chuyển được bắp bởi Huyễn Vân không thuộc tính, tốc độ di chuyển của Hàn Yên Nhu nhanh hơn bình thường 30%. Kiếm phong sở chỉ còn bận uốn éo, bị Hàn Yên Nhu đổi đường thẳng theo kịp. Kiếm phong sở chỉ cho rằng quân mạc tiếu của Diệp Thu mới là đối thủ lớn nhất của mình, kết quả quân mạc tiếu chỉ ném bốn em quái đến chơi với gã. Mà kẻ thực sự làm khó gã lúc này lại là đường nhu từng bị gã cho vào trong. Một mũi nhọn đỏ sập, khi kiếm phong sở chỉ muốn tránh thì cũng quá muộn màng. Trường mâu xích nguyệt đâm tới thiên kích, kiếm phong sở chỉ bị hất lên trời, thậm chí cơ thể còn giữ nguyên tạo hình gã quay ra sau nhìn. Trường mâu xích nguyệt thu vèo lại, nhưng nối tiếp đó là một cú đâm cực mạnh vào ngực, quăng mạnh kiếm phong sở chỉ nằm bẹp đất. Phương hướng quăng cũng được chú ý kỹ, đường nhu rút kinh nghiệm lần trước, chú ý xem lần công kích này có hấp dẫn thù hận của đám quái hay không. Viên vũ côn này lưu loát gọn gàng, sóng xung kích không hề làm tổn thương bất kỳ cư dân nào đang đuổi theo kiếm phong sở chỉ. Kiếm phong sở chỉ bị một mâu đâm té, bốn em quái kia cũng chấp lấy thời cơ nhào vào, chẳng hề e rè. Còn không chịu tuân theo khuôn mẫu và thủ đoạn tấn công, đứa dẫm thẳng đạp kẻ chọc kiếm phong sở chỉ đang nằm cặp đất, nói theo luật của hệ thống thì đây là công kích quét ngang. Kiếm phong sở chỉ cứ như con mồi bị đám sói bắt được, toàn thân bị vây đánh chà đạp, chỉ lú được mỗi cái đầu ra ngoài, trông bất lực vô cùng. Kiếm phong sở chỉ dẫy dụa bổ kiếm, hất một em quái ra rồi lăn mình bỏ dậy. Chỉ một lúc mà thanh máu của gã đã bị đám quái làm nhục đến rất nửa cây. Nhưng còn chưa kịp thở dốc, trường mâu của Hàn Yên Nhu đã vò tới trước mặt. Lần này kiếm phong sở chỉ có chuẩn bị, nhảy lên tránh. Nhưng sao đường nhu có thể bỏ qua được, kích sau nối liền kích trước, mà bốn tên cư dân ở trong mắt đường nhu lúc này lại ngoan ngoãn dễ bảo, cùng cô xử lý tên đáng ghét nọ. Kiếm phong sở chỉ trơ mắt nhìn thanh máu của mình tụt vèo trong thoáng chốc, đánh không lại, trốn cũng không xong, góc nhìn quay trái quay phải, chỉ mong có vị thần tiên nào cứu vớt đời mình. Kết quả nghe thấy trên trời bùm một tiếng thật, kiếm phong sở chỉ chỉnh góc nhìn lên, trên nóc nhà đối diện có người, nhưng không phải đồng bọn nhà mình, mà là phong sơ yên mộc. Người anh em chuyên gia đạn dược của gã bị nổ văng sang con phố bên cạnh hai lần, nhưng ảnh vẫn rất kiên nhẫn phi súng nhảy lên. Chẳng ngờ lần này còn thảm hơn hai lần trước, ảnh vừa phi lên đáp xuống, xoay người đã thấy họng pháo tối om chĩa ngay mặt, đạn pháo hôn chụt nổ ngay, chân chuyên gia đạn dược còn chưa kịp đứng vững đã rớt xuống lần nữa. Mà bấy giờ Tô Mộc Tranh không phải để ý gì cả, chuyên tâm đứng trên nóc nhà nã pháo giết tên này. Một trọi một, một bên là người chơi, một bên là tuyển thủ chuyên nghiệp, kết cuộc không hề khó tưởng tượng. Bên phía Diệp Tu, quân mạc tiếu chủ động tiến lên ngăn chặn đám người chơi ở đầu đường. Đương nhiên, đám kia chính là cao thủ của Gia Vương Triều, biết quân mạc tiếu lợi hại lại không hề biết đấy là Diệp Thu. Nếu biết quân mạc tiếu trâu bò đến trình độ vip đấy, cả đám nhất định không đi chịu chết. Thực lực của người chơi thường kém tuyển thủ chuyên nghiệp bao nhiêu. Bởi vì trình độ của mỗi người khác nhau, nên không có đáp án chính xác nhưng trong các đợt tuyên truyền hoặc các hoạt động của mỗi chiến đội và câu lạc bộ thỉnh thoảng sẽ có tuyển thủ chuyên nghiệp lên biểu diễn khoe hàng, mời người chơi thường lên đấu mấy ván, một trọi cả đám cũng không phải chuyện đua. Bên gia vương triều có tổng cộng 5 người đang lao tới, bên kia lại là đại thần vip nhất trong đám tuyển thủ chuyên nghiệp, trận đấu này quả thật không cần suy nghĩ gì nhiều. Nhưng cả năm không hề biết, họ chỉ nghĩ quân mạc tiếu rất lợi hại, nên dù lấy nhiều địch ít cũng phải cẩn thận và chú ý hơn, cả đám không ngờ rằng, thực lực hai bên cách biệt quá lớn không phải chỉ cần cẩn thận hơn là có thể hóa giải được giữa đường tiếp chiến diệp tu lấy một trọi năm nhưng lại là bên chủ động tấn công quân mạc tiếu lao nhanh đến những kẻ thuộc nghề đánh xa của bên kia bắt đầu ngắm bắn tấn công lại bị diệp tu nhẹ nhàng tránh thoát tốc độ áp sát nằm ngoài dự kiến của cả năm những em cận chiến luống cuống định ra tay thì rút đao trảm của quân mạc tiếu đã bổ xuống kiếm khí lướt qua nếu là diệp tu hắn sẽ điều khiển nhân vật nhảy qua rút đao trảm nhưng chuyện cần tay nhanh mắt chuẩn ấy không phải ai cũng có thể làm được dễ dàng. Thậm chí trong suy nghĩ của người chơi thường, nhảy không phải là cách trốn tránh của rút đao chạm. Thủ pháp mà họ thường sử dụng chính là lùi lại, nhảy ra sau tuy cũng là nhảy, nhưng hay được sử dụng như lùi về. Lúc này cả đám định dùng nó để tránh, phản ứng của họ không tính chậm, nhưng họ không tính chuẩn như Diệp Tu. Khi Diệp Tu ra rút đao chạm, hắn sớm đoán được phản ứng lùi về của cả bọn. Vì thế một kiếm này nắm giữ khoảng cách rất hoàn hảo dùng cách nhảy lùi thì vẫn kém một tẹo, nhưng người bình thường lại không phân biệt được điểm chênh lệch đó, ai nấy cho rằng đã tránh thoát, cuối cùng lại chúng chiêu toàn bộ. Trong lúc nhảy ra sau mà bị kiếm khí quất chúng, cú nhảy này ngược lại bay xa hơn. Những kẻ có thể xuất hiện ở thành tội ác lúc này đều không phải kẻ yếu, cả đám bị đánh bay, nhưng hoàn thành chịu thân một cách ngon lành, lăn một vòng trên đất rồi đứng bật dậy. Kết quả sau một giây, bọn họ chỉ thấy quanh người lóe ánh sáng xanh, cột sáng bay vút lên trời, mà cơ thể của họ cũng bay cao theo cột sáng ấy. Thăng thiên trận, lúc mọi người nhận ra, thử ngó sang tên quân Mạc Tiếu đang đứng trong tầm nhìn mình, tên kia không hề nhúc nhích, rõ ràng chỉ là ảnh phân thân, người thật đâu. Người thật đang đứng phía dưới họ, đang giơ vũ khí lên, bằng bằng liên tiếp hai phát, một em đang lơ lửng bị bắn bay ra ngoài. Tiếp đó, vũ khí hất thành chiến mâu, nhấc đâm, lại một người nữa ra đi. Xoay người đưa tay tung trưởng, thêm một em nối gót giữa chàng âm thanh đinh tai như cóc. Truyền tiếp, Chiến mâu rũ xuống biến về hình thái súng, ba tiếng bùm bùm bùm, ba phát đạn pháo của pháo chống tăng lại đẩy bay một em ra ngoài. Thời gian chỉ trong một skill thăng thiên trận, Diệp Tu hoàn thành thao tác của bốn chiêu nhắm chính xác vào bốn người, đám anh em dây trước còn kề vai bên nhau, dây sau đã lang bạt bốn phía. Một em duy nhất bình yên đáp đất, xui xẻo thay lại là một tên hệ viễn trình, bị quân mạc tiếu quần ẩu một trận. Bốn em kia rơi xuống đất, lặp lại lịch sử của kiếm phong sở chỉ. Xung quanh đều là cư dân thành tội ác, thoáng cái đã bị quái để mắt đến, mỗi người có thêm một cái đuôi. Giờ nên xử em hầu bám đuôi mình hay đi cứu thằng bạn hệ viễn trình sắp tạch hay cứu kiếm phong sở chỉ đang hấp hối trước. Chọn sao đây, thật khó chọn quá đi mà, nhưng nó không làm khó cả lũ được lâu, bởi vì đường nhu đã thay họ loại bỏ một lựa chọn. Kiếm phong sở chỉ, nói thật, nếu muốn một trọi một, bằng kinh nghiệm và kỹ xảo thành thạo của gã, gã chưa chắc thua đường nhu chỉ có tốc độ thao tác nhanh. Đáng tiếc, gã quá tâm cơ, gã không nên chơi trò kia. Bây giờ bị Diệp Tu cho ăn miếng trả miếng, bản thân bị quái quấn thân, Đường Nhu cũng vì gã mà buộc phải dùng quà Noel lấy được. Lúc này Đường Nhu đã có ý chí đấu giả, công kích vừa nhanh vừa mạnh, một mình kiếm phong sở chỉ còn không đọ nổi, huống chi giờ còn đeo theo bốn em hầu. Liều thôi, kiếm phong sở chỉ nghĩ, lúc trước gã cũng quyết tâm giống vậy, kết quả chọn sai đối tượng. Lần này quyết tâm, khí thế đã giảm bớt vài phần, liều là liều mạng, nhưng không quá bất ngờ khi liều chết luôn kiếm phong sở chỉ vừa đứt ý định sang đây của năm tên kia cũng đứt cả bọn vội nghĩ cách cứu ông bạn đang bị quân mạc tiếu đập sắp chết kia rồi chạy trốn nhưng nào có dễ vậy giờ muốn trốn cũng đã khó khăn muôn vàn đường nhu xử lý kiếm phong sở chỉ xong tô mộc tranh ở trên cao cũng giết chết chuyên gia đạn dược nọ lúc này ba đấu năm không hề chừa chút đường sống cho đối phương chỉ trong chốc lát người thứ nhất bên đối phương ngã xuống tiếp theo là người thứ hai người thứ ba kiếm phong sở chỉ chết rồi mấy người anh em của gã cũng chẳng ai còn sống, trên con phố phủ đầy mưa bụi, Hàn Yên Nhu ngoan cường đứng lên, cô có thể đứng đến cuối cùng, bởi vì bên cạnh cô có thêm hai đồng đội. Dữ, quá dữ, đấy là lời bình cuối cùng của người đã ngồi cạnh xem cả trận trần quả. Trận PK này, cả thủ phạm và đồng lõa đều bị giết sạch, hơn nữa một trong hai bên bị lép vế hoàn toàn, người coi cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Trần quả hưng phấn không thôi, chỉ tiếc núi là bậc thầy pháo súng kia không phải mình, cô muốn sánh vai chiến đấu cùng Diệp Tu và Đường Nhu. Hai đứa này thì sao? Trận chiến đặc sắc đến vậy, chắc chúng hưng phấn lắm nhỉ? Trần Quả nhìn xem phải, kết quả thấy ánh mắt Diệp Tu rất bình tĩnh. Không, đây không phải bình tĩnh, đây là đuối như trái chuối. Thằng này còng lưng như muốn nằm sải lai lên bàn, trông không chút tinh thần, gây ngứa mắt hệt như mấy tên vô dụng không làm nên trò chống gì. Hết chuyện rồi, làm tiếp nhiệm vụ đi. Diệp Tu nói, vâng, đường nhu đáp, xong. Xong rồi đó hả? Trần Quả không tin nổi, một trận PK chấm dứt mà chẳng ai nói gì, cứ bình tĩnh làm tiếp nhiệm vụ của mình thế ư? Nếu cô giành chiến thắng sau một trận đầy kịch tính giống vậy, cô sẽ hưng phấn trò chuyện với đồng đội cả tuần. Chương 275, không để mất bảng, kiếm phong sở chỉ hồi sinh tại thành không thích, trang bị và vật phẩm không bị rơi ra, nhưng tiếc thay lại mất đi 10% kinh nghiệm. Có điều, chuyện càng khiến gã buồn bực chính là sự biến chuyển của cuộc chiến này vốn chắc cú cướp được kẻ trộm noel của hàn yên nhu nào ngờ cành lá mọc đâu ra lắm vậy sau cùng mình tạch không nói đến cả đồng bọn gần đấy tới giúp cũng chẳng ai sống sót tất cả đều hồi sinh cùng một nơi trong thành sau khi kiếm phong sở chỉ trở về không lâu gã đã thấy từng người anh em trong công hội lần lượt xuất hiện bên cạnh cả đám ngu mặt đứng đó hồi lâu không nói chuyện đạp người lại bị người đạp đấy chắc chắn là một sự kiện điên tiết cỡ nào chẳng lẽ lại quay về đoạt bãi chỉ bằng vài mống trước mắt kiếm phong sở chỉ quả thật không dám nghĩ đến dù sao gã biết quân mạc tiếu là diệp thu đương nhiên cũng biết phong sơ yên mộc là tô mộc tranh càng miễn bản hẳn yên nhu kia cũng rất lợi hại dựa vào vài người phe ta trận diệt đoàn vừa nãy đã cho gã câu trả lời số ít chẳng làm được tích sự gì chuyện này phải dựa vào số đông cần thêm nhiều người vậy chỉ có thể dựa vào công hội nhưng cả công hội đều đang làm nhiệm vụ giáng sinh hành động lúc nãy chỉ là suy nghĩ nhất thời của kiếm phong sở chỉ không hề thương lượng với trần dạ huy trần dạ huy cũng không ra lệnh nếu gặp được diệp thu và đồng bọn khi làm nhiệm vụ thì phải làm thế nào kết quả kiếm phong sở chỉ tự quyết định lại náo loạn đến ê mặt giờ còn chưa nghĩ ra phải báo cáo với trần dạ huy ra sao mà mấy đứa cạnh gã cũng không nói lời nào mấy đứa này không phải bản thân của kiếm phong sở chỉ chúng chỉ trung tim săn bắn trong hoạt động và luôn hành động gần gã thôi sau khi kiếm phong sở chỉ phát hiện hàn yên nhu rất khó nhằn bèn lập mưu kêu gọi đồng bọn đến ai ngờ lại tự tìm đường chết quân mạc tiếu châu bò thật đấy trong cả bọn rốt cuộc có người lên tiếng chuẩn kiếm phong sở chỉ vội hùa theo phóng đại thực lực của quân mạc tiếu thì có thể giảm bớt oán hận của bọn này với mình biết thế gọi thêm nhiều người hơn một người bảo ban đầu tao có thấy hắn đâu kiếm phong sở chỉ nhanh chóng tẩy trắng bản thân có điều gã không nói dối hồi gã chọc người ta quân mạc tiếu còn chưa xuất hiện giờ làm sao đây một người hỏi kiếm phong sở chỉ cũng đang suy nghĩ vấn đề trên giả bộ như không có gì xảy ra rồi trở về làm nhiệm vụ tiếp mình thì không sao quan trọng là đám này sẽ không biết báo cáo thế nào còn quay lại dây dưa với người ta đó là diệp thu đấy chỉ với vài mống thế này niềm tin của kiếm phong sở chỉ rất xuống không kéo thêm nhiều đứa tới một người rõ ràng rất khó chịu muốn quay lại báo thù đang chuẩn bị đáp lời chợt một tin tức mới chuyển đến kiếm phong sở chỉ mở ra nhìn Quả là hội trưởng Trần Giả Huy chuyện gì xảy ra anh biết hết rồi hà Kiếm Phong sở chỉ xấu hổ thời điểm leo top tranh cướp thứ hạng quan trọng ở khu mới gã lại gây ra đoàn diệt vứt đi kinh nghiệm đánh tan sĩ khí mất luôn mặt mũi hoàn toàn trái ngược với mục tiêu cố gắng của mọi người kênh thảo luận kia Trần Giả Huy đáp Kiếm Phong sở chỉ choáng nên quên bén chuyện này gã vội vã nhìn kênh công hội quả nhiên cái đám bên cạnh tức quá chui hết lên đấy nói hèn chi thằng nào cũng im ỉm khi mới hồi sinh thì ra rủ nhau bà tám trên kênh công hội. Gặp Hàn Yên Nhu, thấy hội trưởng biết cả rồi, kiếm phong sở chỉ cũng kể lể hết ra, nhấn mạnh trọng điểm rằng mình thấy ăn chắc mới ra tay. Chẳng ngờ Hàn Yên Nhu lại ngoan cường và trụ lâu như vậy. Bản thân thấy phiền phức nên kêu thêm người, ai ngờ người ta cũng kêu thêm người, sau cùng cả bọn bị diệt đoàn. Mấy đứa bay sao có thể là đối thủ của chúng? Trần Dạ Huy nói, thì đấy, kiếm phong sở chỉ buồn bực, tên Diệp Thu này quả là đi đến đâu quấy rối bọn mình đến đó. Trần Dạ Huy bảo, đúng đó, đúng đó. Kiếm Phong Sở Chỉ vừa phụ họa vừa buồn bực, quấy rối, hình như mình đi quấy rối trước nên mới bị người ta phản kích mạnh mẽ mà. Cùng là người nhà nên hội trưởng giữ mặt mũi cho nhau nhỉ. Bảng thợ săn Noel chú xem chưa? Trần Dạ Huy hỏi, xem rồi, tụi mình cách xa. Kiếm Phong Sở Chỉ nói, ý anh là bảng cá nhân giai đoạn 31 đến 35. Trần Dạ Huy nói, hả? Kiếm Phong Sở Chỉ nghe vậy lập tức mở xem, trang đầu tiên 20 tên dẫn đầu, gã nhìn mà vui vẻ vô cùng. Trong bảng xếp hạng thợ săn có ghi rõ chút tư liệu về nhân vật gồm tên, giới tính, nghề, cấp bậc, công hội, sau cùng mới là điểm tích lũy để xếp hạng. Mà chuyện khiến kiếm phong sở chỉ vui vẻ chính là cột công hội. 20 người chơi, gia vương chiều của họ leo lên 15 hạng đầu, trong đó có cả gã, xếp thứ 9. Đương nhiên, kiếm phong sở chỉ biết rõ nguyên nhân họ có thể chiếm cứ 15 hạng đầu, bởi vì đó là chuyện họ cố gắng làm ra. Ví dụ như 6 người bên cạnh Kiếm Phong sở chỉ, đội của mấy người này sẽ cố hết sức tập trung kẻ trộm Noel tính vào gã, cuối cùng gã tự nhiên chiếm được ngôi đầu dễ dàng. Mà 14 người còn lại cũng giống vậy, ưu thế đầu tư nhiều nhân lực ở khu 10 của Gia Vương Triều rốt cuộc thể hiện rõ ràng lúc này. Công hội khác cũng có những tên cấp bậc cao chơi ở thành tội ác, nhưng tuyệt đối sẽ không có nhiều người như Gia Vương Triều. Mà lực lượng của Gia Vương Triều tại thần chi lĩnh vực lại khá yếu kém, bởi vì cao thủ chạy hết đến khu 10 khai hoang rồi. Cuộc cạnh tranh của mỗi công hội bên thần chi lĩnh vực đều đang ở thế rằng co, không thể nào mất cân bằng chỉ trong thời gian ngắn. Cho nên Trần Giả Huy quyết định dốc toàn lực, đầu tư nhiều cho khu 10, tạo ra địa vị đầu lĩnh ở bên này. Dùng nó để hấp dẫn nhân tài khu mới đến đầu quân cho mình. Mà hiện tại có vẻ không thuận lợi lắm, tuy cuối cùng chiếm được phó bản rừng rậm băng xương, nhưng Lưu Hạo không giúp đỡ thêm gì, mà các phó bản sau đều là danh tiếng của quân Mạc Tiếu, Trần Giả Huy luôn cắn răng chịu đựng việc này. Chẳng qua việc tính kế quân Mạc Tiếu lúc trước chủ yếu là vì hận thù cá nhân, sau lưu hạo lý trí rời đi thì Trần Giả Huy cũng hiểu được điểm mấu chốt, hiện tại ra tay đều cân nhắc kỹ càng, không dựa vào cảm tính nữa. Chú mở trang 11 xem đi, Trần Giả Huy gửi tin cho kiếm phong sở chỉ, kiếm phong sở chỉ mở trang 11, lướt sơ, lập tức hiểu rõ hội trưởng bảo mình xem gì. Quân Mạc Tiếu, xếp hạng thứ 218, thằng này lùi nhanh thật, kiếm phong sở chỉ cũng hiểu ý nghĩa ẩn trong đấy, đúng vậy, khoảng 1 giờ trước thằng trà không hề có tên trên bảng, nhưng hiện giờ leo lên 218. Tuy điểm tích lũy còn kém xa người của ta, nhưng theo anh tính tốc độ leo hạng của hắn, cứ tiếp tục thế này, 3 tiếng sau, hắn ta sẽ đá vị trí 15 của chúng ta xuống. Còn nữa, phong sợ yên mộc nằm ở trang 14 của bảng, là ai không cần anh nói nhỉ? Lên hạng cũng là chuyện sớm muộn, có điều chúng ta không cần phải chú ý con bé ấy quá kỹ, e rằng nó không có thời gian để duy trì thành tích này đâu. Nhưng cái thằng kia thì chưa chắc. Trần Dạ Huy đáp, cơ mà, dù chúng chen lên được, người của phe ta vẫn chiếm đa số mà. Kiếm phong sở chỉ nói, chú vẫn chưa hiểu sao, chỉ cần hắn chen lên, tất cả dư luận ở khu 10 sẽ thay đổi, không còn ai trầm trồ thành tích của chúng ta xuất sắc nhường nào nữa, mọi người sẽ chỉ chú ý việc quân Mạc Tiếu lại đạp ta xuống lần nữa thôi. Chú cứ nhìn mấy cái kỷ lục phó bản đi, hãng 2 không bằng hãng nhất, nhưng chú có thể bảo hạng 2 quá cùi không? Còn khu 10 hiện nay thì sao? hễ là kỷ lục bị hắn đạp xuống sẽ trở nên quá cùi, tất cả công hội lập tức bị xem như phế vật không thể ngẩng cao đầu. Mấy khu khác làm gì có chuyện đấy, cái phong trào lệch lạc này bắt nguồn từ sự quấy rối của hắn cả. Trần Dạ Huy nói, vậy nên, kiếm phong sở chỉ hiểu sơ sơ ý đồ của Trần Dạ Huy. Vậy nên tuyệt đối không để hắn bỏ lên bảng, không thể để cục cất chuột như hắn phá hủy cả nồi cháo ngon của chúng ta. Trần Dạ Huy nhắn tin rất hùng hồn, kiếm phong sở chỉ thấy được sự quyết tâm của Trần Dạ Huy trong đấy. Gã là người khá thân với Trần Giả Huy trong công hội, biết rõ quá khứ của Trần Giả Huy và Diệp Thu, biết sự căm hận của hắn với Diệp Thu. Bấy giờ, Trần Giả Huy phân rõ quan hệ thiệt hơn, nhưng liệu có chút ân oán riêng nào trong đấy không? Phải chăng cũng vì thù hằn cá nhân ấy mới khiến hắn liều chết không buông? Kiếm phong sở chỉ không hỏi, có lẽ phối hợp được việc công và ân oán cá nhân như thế mới tốt. Vậy anh thấy tụi mình nên làm gì đây? Kiếm phong sở chỉ hỏi, anh cho chú thêm nhiều người, chú cứ xử lý đi không cần phải chiến, chỉ cần kéo chân hắn là được, chú hãy nghĩ biện pháp đi nào. Trần giả Huy giao nhiệm vụ này cho kiếm phong sở chỉ tất nhiên là có nguyên nhân cả. Sự xảo trá của kiếm phong sở chỉ nổi danh khắp thần chi lĩnh vực. Đối phó Diệp Thu, lời cứng đối cứng không phải hành động sáng suốt, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, mà có khi còn tự mình làm khổ mình. Âm thầm bày mưu và lén lút dở trò để quân mạc tiếu ngậm bồ hòn, kiếm phong sở chỉ chắc chắn là người thích hợp nhất, dù chính mình ra tay cũng chưa chắc xấu xa được như gã. Được, cứ để em, kiếm phong sở chỉ cũng muốn làm thế. Giờ cho thì gã dành lắm. Diệp Thu là đại thần đứng đầu, nhưng đấu chuyên nghiệp nhiều năm với những trận đấu chỉ có thắng thua, hẳn không để ý nhiều thứ khác. Nhưng game online không chỉ đơn giản được quyết định bằng một trận thắng thua, kiếm phong sở chỉ quyết tâm muốn cho thằng đại thần này nếm thử thủ đoạn và trí tuệ của những tay chơi trong game online. Nghĩ rồi, kiếm phong sở chỉ lại mở bảng thợ săn Noel xem thử. Hết hồn, chỉ mới nhắn tin vài cái, thứ hạng của quân Mạc Tiếu lại bay vèo lên, nãy mới 218, giờ đã là 211. Gấp rút lên, mình phải hành động nhanh thôi. Kiếm phong sở chỉ vừa rút ra đi về phía thành tội ác vừa bắt đầu liên hệ với người mà Trần Dạ Huy sắp xếp cho mình. chương 276, quân Mạc Tiếu xa lưới. Thành tội ác, tiếng sấm thi thoảng lập lè cuối chân trời, mưa phùn vẫn giả dích không ngừng. Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu chia nhau tìm kiếm tung tích kẻ trộm Noel ở mỗi góc thành. Diệp Tu và Đường Nhu chỉ yên lặng thao tác bàn phím và chuột, hoàn toàn không nói một lời. Trần Quả ngồi giữa hai người cũng đang điều khiển Trục Yên Hà chạy băng băng ở thần chi lĩnh vực, phát chân lên cổ mà chạy. Phóc, Trục Yên Hà lọt xuống hố, ngóa, Trần Quả la lên, vội vàng thao tác Trục Yên Hà nhảy khỏi hố. Hiện giờ cô Quả thực hơi mất tập trung, bởi người kích động nhất, khẩn trương và hưng phấn nhất trong trận PK lúc nãy thế nhưng lại là cô một người xem mà hai nhân vật chính vừa tham gia trận chiến đã bình tĩnh đi làm nhiệm vụ trần quả có tâm sự nhưng không ai thèm nghe bứt rứt đến dối bời hết cách rồi cô không thể ép cả hai kích động và hưng phấn như mình trần quả bất đắc dĩ nuốt nước miếng tiếp tục lòng vòng lung tung bốn kẻ trộm noel là thành tích lúc này của cô trước đấy cô giết ba con chỉ trong một tiếng may mắn hơn nhiều người chơi thường nhưng một tiếng này cô cứ mãi quan tâm hai đứa kia rồi xoắn suýt đến tận bây giờ ngoài một con tìm được trước đó cô không còn thu hoạch gì nữa. Ngẫu nhiên có phát hiện thì cũng vì không chú ý mà bị người khác đoạt mất. Bị người ta cướp trần quả đều lặng lẽ bỏ đi, nhưng cô làm thế không có nghĩa là mọi người cũng thế. Chuyện giết người cướp quái diễn ra suốt đường đi, trần quả giết được bốn kẻ trộm Noel mà không gặp phiền phức gì, quả thực không dễ tí nào. Thần chi lĩnh vực là nơi cá lớn nuốt cá bé, ở đây PK không bị phạt, tỷ lệ rơi kinh nghiệm và chết rất đồ rất cao, Vậy nên giết người cướp của chỉ là chuyện thường ngày tại thần chi lĩnh vực. Có thể nhiều game thủ không thích cách chơi của thần chi lĩnh vực nhưng đây cũng không phải nơi bắt buộc phải đến. Người chơi có quyền được lựa chọn, chẳng qua thần chi lĩnh vực thu hút người chơi bằng trang bị xịn, vật liệu nhiều, boss mạnh và phó bản khó hơn thôi. Nếu có thể chối từ được sức hấp dẫn ấy thì vẫn có thể tiếp tục chơi ở khu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dù sao thì mỗi lần cập nhật nội dung mới những khu nằm ngoài thần chi lĩnh vực đều có thay đổi, chưa từng bị bỏ quên. Nhưng Trần Quả lại thích thần chi lĩnh vực hơn, nơi nguy hiểm luôn rình rập này khiến cô cảm thấy kích thích hơn nhiều. Tuy cô từng vì bị tập kích rơi đồ mà offline nguyên tuần thậm chí muốn quay về khu cũ, nhưng chẳng được bao lâu cô lại lén lút bỏ về. Vùng đất này có ma lực như vậy đấy, mà hiện tại Trần Quả bỗng cảm thấy chán ghét thần chi lĩnh vực. Cô ấn phím tiến lên một cách máy móc, hết ngó trái rồi ngó phải, ngón tay tê dần cả lên. Còn hai đứa bên cạnh thì sao? Trái phải đều vang lên tiếng gõ phím bấm chuột lạch cạch không dứt, không cần nhìn cũng biết cả hai vẫn đang cần cù bận rộn. Người chơi ở khu mới rất ít tới một nơi như thành tội ác nên cũng hiếm thấy chuyện quá ít dân đông, cả hai gần như tìm thấy kẻ trộm liên tục, sau đó nhẹ nhàng đánh chết. Khác biệt như thế khiến Trần Quả không làm sao dậy nổi hứng thú với thần chi lĩnh vực nữa. Chạy nhanh, chạy nhanh và chạy nhanh không bần thần đến mức lọt hú nữa nhưng chẳng bắt được em trộm Noel nào. Trần quả thỉnh thoảng ngó sang hai bên, dần dần cô chợt phát hiện Diệp Tu ngồi bên phải cũng im lặng hơn hẳn. Giống hệt mình, chỉ đi tới, quẹo trái quẹo phải, ngu ngu ngơ ngơ. Trần quả lại bắt đầu phớt lờ màn hình của mình mà quay sang nhìn Diệp Tu. Quân Mạc Tiếu đang chạy xuyên qua những con phố và hẻm nhỏ, góc nhìn như radar dò tìm khắp nơi, không hề khắc trục yên hà. Dường như đám trộm Noel bỗng nhiên biến mất, hay có thể là Người chơi bóng rừng đông hơn. Những nơi mà Quân Mạc Tiếu chạy qua thường chỉ thấy kẻ trộm đã bị người ta giết, hoặc vừa định chạy sang thì đã có người đến giết. Diệp Tu đương nhiên không giết người đoạt quái như Kiếm Phong sở chỉ, hắn chỉ có thể quay lại tiếp tục tìm kiếm. Kết quả vẫn lặp lại như cũ. Trần Quả Ngồi nhìn hắn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn chỉ giết được hai kẻ trộm Noel. Có được lợi thế lớn ở thành tội ác, đối với một người giết được 14 con trong một tiếng như Diệp Tu, chuyện nửa giờ hai con thế này có chút không biết nói sao. Có lẽ đây là chuyện không tệ với người chơi thường, nhưng với một tên leo bảng bằng tốc độ ánh sáng như hắn, thành thích thế là tụt dốc rồi. Có thể dựa vào bảng xếp hạng mà thấy được, thứ tự của quân mạc tiếu suốt nửa tiếng này không những không tiến mà còn tụt lùi. Tụi bay làm dữ quá nên hệ thống phải điều chỉnh chăng? Diệp tu nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhẹ nhàng lắc đầu có chỗ không bình thường. Không bình thường ở đâu? Trần quả hỏi, Diệp tu không đáp, tiếp tục kiên trì thao tác quân mạc tiếu lòng vòng xung quanh. Trần Quả đương nhiên biết câu hệ thống điều chỉnh của mình không phải sự thật, bởi vì đường nhu ngồi bên trái cô vẫn đang bận rộn đánh quái. Chẳng lẽ hệ thống còn đặc biệt nhắm vào quân mạc tiếu, hắn đi đến đâu chỉnh đến đó. Trần Quả cũng rơi vào hoàn cảnh tìm không thấy quái đẩy bế tắc, nhưng lúc này lại hóng hớt và chăm chú quan sát bên Diệp Tu. Lại lòng vòng thêm nửa tiếng, giờ còn thảm hại hơn lúc nãy, hắn mới chỉ giết được một con. Một giờ giết ba kẻ trộm Noel, đây là thành tích của Trần Quả trần quả không chút vui sướng khi người gặp họa cô cũng hiểu có chỗ không bình thường nửa tiếng này đường nhu vẫn bận rộn đánh quái bên cạnh tôi bị vây rồi thấy ánh mắt khó hiểu của trần quả diệp tu đáp vây ừm có vài người cứ luôn bám đuôi tôi diệp tu chỉ một người đang giết kẻ trộm noel không xa phía trước chúng bày một cái lưới ngay bên cạnh tôi di chuyển theo từng bước của tôi chúng lúc nào cũng có mặt ở những khu vực xung quanh tôi trước kẻ trộm noel đều bị giết chết hoặc kéo đi cho nên đám quái tôi có thể giết rất ít Thế mà cũng làm được, Trần Quả sợ hãi, cần không ít người đâu, tôi vừa đếm rồi, có 25 người." Diệp Tu trả lời, giờ Trần Quả mới biết, Diệp Tu cũng không phải đi bừa tìm vận may như mình. Hắn vừa cảm thấy không ổn đã liếc mắt quan sát, qua nửa giờ theo dõi mới thu được kết luận như thế. "Giết chúng." Trần Quả nói, hung hăng vậy má. Diệp Tu cười, "Mày không phạm tao, tao không phạm mày." Trần Quả khẳng định nguyên tắc của mình, "Vậy để tôi giết thử xem." Diệp Tu dò hỏi giết đi, Trần Quả hạ chỉ thị. vì thế Diệp Tu điều khiển quân mạc tiếu sông lên, kết quả còn cách người kia vài bước, gã ta chợt không giết nữa mà quay đầu bỏ chạy. kẻ trộm Noel đương nhiên đuổi theo gã, nhưng bỏ chạy ở khoảng cách này, Diệp Tu có cao siêu cỡ nào cũng khó mà đuổi theo giết được. Trần Quả thấy thế cũng trợn mắt há mồm, chuẩn bị quả là chu đáo. Diệp Tu cảm thán, mở bảng thợ săn Noel ra nhìn, nửa tiếng này hắn chỉ giết được một con nên thứ tự đương nhiên bị tụt mạnh. Diệp Tu thuận tay mở tới trang đầu tiên, ô, gia vương triều kinh quá vậy, Trần Quả thốt lên, nhìn một loạt 15 cái tên trông rất bắt mắt của gia vương triều. Diệp Tu chỉ cười không nói, Trần Quả tán thưởng gia vương triều không làm hắn ngạc nhiên, phen cuồng của gia thế đương nhiên phải thiên vị gia vương triều trong game rồi. Nhưng tự Trần Quả cũng hiểu, cực khổ ngăn Diệp Tu giết kẻ trộm Noel đương nhiên là vì mối quan hệ cạnh tranh của hai bên. Nhưng một nơi người ít quái nhiều như thành tội ác lại không thể tranh được, đành phải tranh ở một nơi khác. Nếu còn một nơi để cạnh tranh chuyện săn giết kẻ trộm Noel, vậy đó chính là bảng xếp hạng. Mà có thể bỏ ra nhiều lực lượng như vậy tất phải là thế lực của các công hội. Mà quân mạc tiếu của Diệp Tu không gia nhập công hội, Trần Quả nhận thấy, nên cuộc cạnh tranh chỉ có thể diễn ra ở bảng xếp hạng cá nhân. Ở bảng cá nhân mà các công hội cũng phải chèn ép người ta sao? Nhưng khi nhìn thấy một danh sách 15 người cùng một công hội, Trần Quả chợt hiểu ra. Thế nhưng, cho dù Diệp Tu lên rất nhanh, có thể đá được một người của họ ra khỏi bảng, nhưng 14 người còn lại hắn cũng không động tới nổi, sao cứ phải cố chấp duy trì top 15 chứ? Trần Quả nghĩ mãi không ra, bởi cô không biết tình trạng khu 10 lúc trước. Chuyện Trần Giả Huy lo cũng không phải vớ vẩn, nếu quân mạc tiếu trèo lên bảng thật, một bảng thuần sắc tên ra vương chiều nháy mắt sẽ biến thành sắc xám bị người phất lờ. Đến lúc đó, chẳng biết đám ma mới không hiểu chuyện còn bàn tán linh tinh gì trên kênh thế giới. Cảnh ngộ thê thảm của Lam Khê Các và mưu đồ bá đạo còn đó, nhà ai mà chẳng sợ. Trần Giả Huy huy động nhân lực chạy về khu 10 cũng không phải để ôm bi kịch về. Chúng là người của Gia Vương Triều. Trần Quả nghi ngờ, có vẻ là vậy. Diệp Tu đáp, cậu với họ có thủ oán gì à? Trần Quả hỏi, kể ra khá lằng nhằng. Diệp Tu trả lời, vậy giờ phải làm sao? Ừm, um, để tôi nghĩ xem. Làm tốt lắm, Trần Giả Huy luôn dí mắt vào bảng xếp hạng. Vị trí của quân Mạc Tiếu tụt dần về sau chính là thành quả của kế hoạch do hắn đề ra. Nhìn thấy thành quả kéo dài suốt một tiếng, thứ hạng quân Mạc Tiếu không ngừng trượt, Trần Giả dạ Huy hớn hở gửi tin khen ngợi kiếm phong sở chỉ. "Ha ha, chuyện nhỏ ấy mà." Ngoài miệng kiếm phong sở chỉ đương nhiên phải khiêm tốn, nhưng lòng lại thầm đắc ý vì sự bố trí chặt chẽ của mình. "Tên kia phản ứng thế nào?" Trần Giả dạ Huy hỏi, lòng vòng cả tiếng đồng hồ, hình như vừa phát hiện ra trong lời nói của kiếm phong sở chỉ đã có chút khinh thường chỉ số thông minh của Diệp Thu. Có lẽ hắn sẽ hành động đó, chú ý chút. Được, em đây sẽ chờ, một trong bốn bậc thầy chiến thuật vĩ đại của Vinh Quang thôi mà. Nói thật thì, em vẫn luôn muốn đọ sức với chúng, xem cái gọi là tài chiến thuật của chúng rốt cuộc kỳ diệu cỡ nào. Thành tích nổi bật trong một tiếng đồng hồ kia khiến kiếm phong sở chỉ hăng hái giặt rào. mươi 277, trận bàn tơ xoắn ốc. Nghĩ ra cách chưa, nghĩ ra cách chưa. Trần Quả còn có vẻ lo lắng hơn cả Diệp Tu, nghĩ ra được một cách cực ổn, nhưng cần một người vừa thông minh vừa dũng cảm thực hiện. Diệp Tu nói, cách gì? Trần Quả hỏi, chạy qua câu lạc bộ ra thế ở đối diện cắt dây điện, thế nào, chị làm được không? Diệp Tu hỏi, cút, Trần Quả tức giận, đây hiển nhiên không phải một biện pháp nghiêm túc, thằng nhãi này đang trêu mình mà. Ha ha, Diệp Tu cười cười, tay bắt đầu cử động, quân mạc tiếu lại bắt đầu di động, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chạy tới chạy lui. Trần Quả không rõ ý định của hắn, thoạt nhìn cũng ngơ ngác chạy quanh như một giờ trước. Đang muốn mở miệng hỏi, Diệp Tu bỗng nhiên chỉ một ngón tay lên màn hình của cô trộm kia. "A, à, Trần Quả vội nhìn lại, vị trí trên màn ảnh mà Diệp Tu chỉ quả nhiên có một tên trộm Noel, Trần Quả không nghĩ nhiều, lập tức cho Trục Yên Hà giơ tay nã pháo, chuẩn xác trúng mục tiêu." Trần Quả hoan hô một tiếng, vội vã dồn sức tấn công tiếp, một mặt vẫn nghĩa liên tục về phía Diệp Tu, muốn biết tình hình của hắn. "Đánh kẻ trộm của chị đi." tôi còn phải loanh quanh thêm lát nữa, diệp tu nói, loanh quanh gì cơ, trần quả hỏi, quan sát cách bày bố của chúng chút, diệp tu nói, a, trần quả còn muốn hỏi tiếp, thế nhưng cô lập tức phát hiện, cái tên lười biếng trong trận pk trước đó đột nhiên mất tâm, lúc này vẻ mặt của diệp tu trông rất chuyên chú, còn người đảo qua đảo lại dõi theo các góc nhìn đang chuyển cực nhanh trong màn hình, rõ ràng đang chăm chú nghiên cứu gì đấy, trần quả vội nuốt ngược lời muốn nói, không hề quấy dày, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn. Có điều kẻ trộm Noel gần giống một boss nhỏ, Trần Quả chưa đủ trình để phân tâm một lúc mấy việc. Không bao lâu đã bị thua thiệt nặng, vì vậy cô không dám mắt láo lên nữa, nhanh chóng tập trung đối phó kẻ trộm Noel bên mình. Mà Diệp Tu cũng chưa từng dừng lại, quân mạc tiếu đi quanh và tìm kiếm trong phạm vi một vòng tròn nhỏ. Tình hình vẫn như cũ, kẻ trộm Noel không phải tìm không thấy mà là bị người nhanh chân hốt trước. Sau khi vòng qua ba con đường, quân mạc tiếu đột nhiên nhảy lên, giơ tay nâng súng, phi súng nhảy lên nóc nhà tiếp đấy hắn bước dài trên căn nhà lại nhảy lên dùng phi súng trực tiếp bay từ trên không qua một con đường đến phía đối diện hành động đấy chưa từng xảy ra trước đây kiếm phong sở chỉ lập tức nhận được báo cáo từ đồng bọn gã khó hiểu nói chỉ chút trò vặt vãnh ấy thôi hà nghĩ đơn giản thế tọa độ của hắn là bao nhiêu kiếm phong sở chỉ dò hỏi tên đồng bọn hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn lập tức nói tọa độ của quân mạc tiếu tọa độ dĩ nhiên không phải nhìn ra di con chuột chỉ chỗ hệ thống sẽ tự động hiển thị Chỗ này, Kiếm Phong Sở Chỉ vừa thấy tọa độ đã ngẩn người, vốn dĩ sau khi có được tọa độ của Quân Mạc Tiếu, gã sẽ lập tức điều chỉnh và bố trí lại, thế nhưng tọa độ ấy lại khiến gã thấy quen mắt cực kỳ. Vì nó giống hệt tọa độ mà gã đang đứng, Quân Mạc Tiếu đang ở gần đây. Ngay khi Kiếm Phong Sở Chỉ phát hiện chuyện này, nhân vật đã cử động, xoay người chạy trốn ngay trên đường. Một mặt chuyển góc nhìn lên cao một mặt quan sát trên nóc nhà. Quả nhiên, Kiếm Phong Sở Chỉ thực sự thấy được Quân Mạc Tiếu, hắn đứng trên mái hiên góc nhìn cũng chĩa về phía gã kiếm phong sở chỉ đâu dám trần trừ gấp rút dùng tam đoạn trảm mở đường vọt lẹ bất kỳ ai trong đội cũng vậy nếu gặp phải quân mạc tiếu thì hãy chạy ngay khi hắn đến gần đấy là tôn chỉ của kiếm phong sở chỉ chiến đấu việc đó sẽ khiến họ rơi vào thế bị động bởi vì không ai đủ tầm một trọi một với diệp thu còn nếu ôm suy nghĩ quyết chiến trong đầu tất phải phân chia người hỗ trợ lẫn nhau nhân số hiện nay của kiếm phong sở chỉ không làm được việc đấy dù sao mục tiêu chủ yếu của công hội là tất bật làm nhiệm vụ đa số vẫn đang quần quật bên kẻ trộm noel có đuổi theo không có đuổi theo không kiếm phong sở chỉ hầu như không quay đầu lại chỉ sợ một lần chuyển góc nhìn sẽ kéo chậm quá trình di chuyển của mình nhưng dựng lỗ tai để nghe ngóng không có tiếng bước chân cũng không có tiếng súng chạy thật lâu kiếm phong sở chỉ rốt cuộc đánh bạo nhìn thoáng qua không có không bóng dáng của quân mạc tiếu hóa ra mình chỉ sợ bóng sợ gió thôi kiếm phong sở chỉ thở phào vị trí vừa nãy kiếm phong sở chỉ ngẫm nghĩ rồi nhanh chóng gửi một đống lệnh điều chỉnh cho đồng bọn không lâu sau có đồng đội gửi tin về tọa độ xuất hiện gần đây của quân mạc tiếu kiếm phong sở chỉ thấy nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ không khỏi cười khẩy phương thức leo tường di động quả thực khó ứng phó hơn nhưng tưởng làm vậy thì thoát khỏi vòng vây của họ ư kiếm phong sở chỉ cười khẩy lẩm bẩm một câu diệp thu cũng chỉ có thế thôi Dứt lời đóng tin tức nhìn tọa độ hiện tại của mình a à, sao trông quen mắt thế tọa độ này gần tọa độ của quân mạc tiếu mà đồng bọn mới gửi quá vậy kiếm phong sở chỉ kinh hãi định hối hả chạy trốn kết quả phía trước đột nhiên có một bóng người đáp xuống còn không phải quân mạc tiếu thì là ai hóa ra chú biết anh diệp tu cười nói diệp thu kiếm phong sở chỉ kêu lên cái tên này tâm trạng có chút hoảng hốt khoảng cách của cả hai hơi bị gần chính mình có thể trốn không thoát nhưng cũng may trận bầy bố ở đây không phải mất một là mất sạch dù người hy sinh có là kẻ chỉ huy như mình, quay về thành không thích thì vẫn nắm được mọi cục diện. Thứ mà mình thật sự dựa vào, không phải nhân vật trong game, mà là cái này. Kiếm Phong sở chỉ chuyển mắt, nhìn màn hình trên máy vi tính, một tấm bản đồ điện tử tường tận của thành đội ác mở ra ngay cạnh cửa sổ game. Nghĩ vậy, Kiếm Phong sở chỉ bình tĩnh lại, gã cười bảo, "Còn phiền anh phải đuổi theo tôi, nhưng phải làm sao đây?" "PK tôi không phải đối thủ của anh, cùng lắm bị anh giết rồi thôi." Có điều Tôi nghĩ anh cũng hiểu mà, mục đích của chúng tôi không phải tìm anh PK, ha ha, trận bàn tơ xoắn ốc thôi mà." Diệp Tu cười nói, "A, không hổ là Diệp Thu đại thần, có hiểu biết." Giọng điệu của Kiếm Phong Sở Chỉ pha chút miềm mai, "Có hiểu biết thì sao, chẳng phải cũng bó tay chịu trận đấy thôi." Kiếm Phong Sở Chỉ hả hê vô cùng, "Phải biết rằng người gã vây khốn không phải người thường đâu. Nhưng chú còn non lắm, chú có biết cái bàn tơ xoắn ốc là do anh chế không nhỉ?" Diệp Tu chỉ cười tủm tỉm Ông anh nói gì, kiếm phong sở chỉ kinh hãi. Bên tay chú có bản đồ mà há. Đợi lát nữa về thành không tích, tốt nhất nên sửa sang lại vị trí đám đồng bọn của mình đi. Diệp Tu vừa dứt lời, quân mạc tiếu đã lao tới. Kiếm phong sở chỉ đưa kiếm chống lại theo bản năng. Thế nhưng gã đã sớm bị Diệp Tu dọa sợ, 80% đại não không đặt trong trận chiến. Vốn cũng không phải đối thủ, lại còn mất tập trung nghiêm trọng, lúc kiếm phong sở chỉ ngã xuống, gã còn không biết chuyện gì xảy ra gã vội vã lựa chọn sống lại lập tức gửi tin bảo mọi người trong đội báo cáo vị trí của từng người trận bàn tơ xoắn ốc do diệp thu sáng chế kiếm phong sở chỉ thực sự không biết gã chỉ vô tình thấy nó trên mạng cảm thấy hứng thú nên lấy nhiều tư liệu về nghiên cứu cho tới nay đã được một năm không thì làm sao sử dụng nó thành thạo thế được lúc đó gã xem qua rất nhiều tư liệu nhưng kiếm phong sở chỉ lại không nhớ rõ những người post là ai có lẽ trong số đó có diệp thu nhưng chuyện ấy cũng không ngạc nhiên lắm vì tên này từ thời Vinh Quang còn ban sơ đã là đại thần trong game rồi. Mà trong 10 năm qua, hắn đã cống hiến đủ loại đấu pháp. Kiếm Phong Sở chỉ chưa từng thấy tài liệu nào ghi trận bàn tơ xoắn ốc là phát minh của Diệp Thu cả. Lúc này Kiếm Phong Sở chỉ không suy nghĩ nhiều, sau khi nhận được vị trí tọa độ mới mà mọi người gửi tới, vội rời con chuột đến bản đồ điện tử nằm ngoài cửa sổ trò chơi. Bản đồ điện tử dành riêng cho Vinh Quang được làm vô cùng tinh vi, con chuột rời lên sẽ biểu hiện tọa độ ngay. Lúc này đây, Kiếm Phong sở chỉ click sáng vị trí của từng người, không lâu sau, một trận thế hiện ra rõ ràng trên bản đồ, vị trí vừa nãy của gã và quân mạc tiếu của Diệp Thu vẫn nằm trong tầm kiểm soát của trận, bố cục này có xảy ra vấn đề gì đâu? Chẳng lẽ hắn quăng bom? Kiếm Phong sở chỉ vừa thầm nghĩ, vừa liên tiếp đưa ra chỉ lệnh, hiển nhiên là phân chia đồng bọn tiến thêm bước nữa về vị trí này. Không lâu sau, có đội viên gửi tin tới, là vị trí mới của quân mạc tiếu. Con chuột của Kiếm Phong Sở chỉ rời lên bản đồ điện tử, nhìn rõ. Lúc này đồng đội phe mình đều được gã đánh dấu trên bản đồ, bao quát đến từng chi tiết như nhìn từ trên xuống, Kiếm Phong Sở chỉ chỉ cảm thấy chỉ huy thế này thuận tiện hơn, không phải thao tác nhân vật, chỉ cần liên tục gửi và nhận tin để chỉ huy đồng bọn di chuyển thôi. Bản đồ điện tử có nhiều chức năng, Kiếm Phong Sở chỉ chuyên tâm chỉ huy, cảm giác như đang chơi loại game ATS. "Diệp Thu, tao coi mày thoát thế nào." Trong những tin tức được gửi tới liên tục, vị trí của quân mạc tiếu luôn nằm trong trận, tâm trạng bị dọa đến mức hoảng hồn của kiếm phong sở chỉ dần bình tĩnh lại, khóe miệng lần thứ hai nhếch lên, miệng lại cười khẩy trào phúng. Cường tâm châm, bước qua phải hai con đường, coi chừng con phố bên phải. Mina, lên nóc nhà ở bên trái, hạt cát đến nửa ký, lui về con đường ở sau lưng. Kiếm phong sở chỉ thong dong chỉ huy và điều chỉnh, lòng ôm cảm giác đùa giỡn đối thủ trong lòng bàn tay. Mà đối thủ đấy lại còn là đại thần đứng đầu vinh quang, gã chưa từng thấy thỏa mãn như bây giờ. Kiếm phong sở chỉ càng chơi càng hay, đảo mắt qua nửa tiếng đồng hồ, sự ngờ ngợ trước đấy đã mất sạch. Tin tức nhảy lên, kiếm phong sở chỉ mở ra nhìn, tọa độ mới của quân mạc tiếu lại được gửi tới. Kiếm phong sở chỉ bình tĩnh, đảo mắt qua bản đồ điện tử, lại lập tức đưa ra một tràng chỉ thị, chỉ huy từng người đến khu vực cần thiết. Sau khi gã cập nhật xong vị trí di chuyển của mọi người, đột nhiên phát hiện, trận bàn tơ xoắn ốc của gã chợt xuất hiện một lỗ hổng lớn sao có thể như thế? Cảm xúc của kiếm phong sở chỉ lên xuống như tàu lượt, lúc nóng nảy, lúc hả hê, lúc lại gấp gáp. Vội vã chỉ huy đồng đội đến lấp sơ hở, nhưng rất nhanh lại nhận được tin, tọa độ mới của quân Mạc Tiếu lần thứ hai được gửi tới. Đang hướng về chỗ hổng đó ư, kiếm phong sở chỉ khẩn trương nhìn tọa độ mới. mươi 278, phá trận, đào khách thành chủ, quả nhiên, tọa độ mới vừa nhận được, so với vị trí trước đấy, quân Mạc Tiếu quả thực đang hướng đến chỗ trống của trận Pháp dựa theo thời gian quân mạc tiếu chuyển hướng qua sớm động tác dứt khoát tựa hồ biết trước nơi này nhất định sẽ xuất hiện lỗ hổng vậy kiếm phong sở chỉ luống cuống tay chân gửi tin cho người chơi gần đấy qua lấp lỗ châu mai nhìn khoảng cách thời gian vẫn còn kịp nhưng đột một biến trận sẽ khiến nơi khác xuất hiện thêm nhiều chỗ hổng không kiểm soát được ngó hướng di chuyển của quân mạc tiếu kiếm phong sở chỉ tất phải điều người ở những khu vực bị quân mạc tiếu cắt đuôi đến bổ khuyết như vậy trận bàn tơ xoắn ốc mới có thể tiếp tục được có điều ngay lúc gã gửi tin sắp xếp vị trí xong vừa thở được một cái lại nhận được tọa độ mới của quân mạc tiếu click mở coi chưa gì đã muốn bùng cháy quân mạc tiếu lại đổi hướng nữa bận rộn gõ một đống mệnh lệnh thành ra công toi thằng cha quân mạc tiếu lại nhích sang chỗ khuyết xuất hiện trong đợt sửa đổi mới này kiếm phong sở chỉ không nghĩ được nhiều vội vàng bố trí lại từ đầu lần này do muốn lấp hết lỗ nên phải gọi thêm nhiều người nữa đồng nghĩa với việc phải tai nhiều hơn gã cắn răng liều mạng tăng tốc độ tay không phải thao tác trò chơi mà là bận gõ chữ nhân vật của gã đứng co do trong thành không tích chẳng còn hơi đâu điều khiển cho nhảy nhót múa may gì trong thành tội ác quân mạc tiếu cắm đầu chạy thẳng về phía trước nguyên lý vận hành trận bàn tơ xoắn ốc không ai tinh tường hơn diệp tu diệp tu cũng không biết ai đang chỉ huy trận pháp bên ra vương triều hắn cứ lởn vởn cả tiếng đồng hồ trong mắt trần quả là đang tìm kẻ trộm noel nhưng thực chất là đang bận ngâm cứu mấy tên này một tiếng đồng hồ sau, Diệp Tu nắm rõ số người lập trận, kết hợp thêm vị trí nhân vật của mỗi lần, dần dần nắm được phương thức bố trí trận bàn tơ xoắn ốc của chúng. 24 thằng gia vương triều làm sao bao vây mình, Diệp Tu biết hết. Sau đó mỗi khi mình bẻ ngoặt, tụi nó biến trận thế nào cũng dễ dàng suy ra. Mà cũng phải xác nhận chút đã, dù sao mỗi người mỗi khác, cách chỉ huy cùng với thói quen cá nhân của nó chưa chắc khớp với suy luận của mình. Thực ra Diệp Tu càng lo bên kia học hành qua loa, mình suy diễn quá đà thành ra làm lố. Nhưng vậy cũng chẳng sao, phá trận còn dễ nữa, không cần kỹ thuật cao siêu gì. Tiếp tục dò xét mấy lần, Diệp Tu phát hiện đối thủ này thật sự có tài, hiểu và bày trận khá nhuần nhuyễn. Cơ mà đáng tiếc, dù vậy thì trận bàn Tơ xoắn ốc cũng không phải một trận thế hoàn mỹ. Với tư cách người sáng tạo, dù là không một sơ hở, anh mày cũng xé ra cho hở. Mà loại sơ hở này, vốn chẳng phải sơ hở, chỉ có thể gọi là chỗ khiếm khuyết tự nhiên của trận bàn Tơ xoắn ốc khiếm khuyết này xuất hiện bởi người chỉ huy trận, vì yêu cầu trận pháp hết sức tinh tế, mỗi lần biến trận phải thay đổi vị trí của từng thành phần cấu thành trận. Khi biến nhịp quá nhanh, người chỉ huy có khả năng không thể theo kịp. Quân mạc tiếu đối tượng bị trận bàn tơ xoắn ốc thiệt trùng hợp, chính là kẻ có khả năng làm xuất hiện tiết tấu đó. Biết được sắp đặt bên kia, Diệp Tu lập tức hành động. Bước đầu tiên chính là đánh chết thằng kiếm phong sở chỉ. Kiếm phong sở chỉ về thành, tạm thời lòi ra một chỗ trống tên chỉ huy nhất định phải điều người sang lấp lại, mà từ lúc này đây, biến hóa trong trận đã do một tay Diệp Tu định đoạt. Hắn không phải chỉ huy, nhưng có thể xem là người dẫn dắt trận pháp, vị trí cách thức biến hóa trong trận đều xoay quanh hắn. Hiện tại Diệp Tu đảo khách thành chủ, mỗi đường đi nước bước đều mang mưu đồ dẫn dắt đối phương, tiết tấu càng lúc càng nhanh, cuối cùng sai sót nhỏ bị hắn zoom thành khủng long, trận pháp tới đây coi như nát. Có chỗ trống, dù là cố ý, nhưng vẫn chưa đủ bự, quất tiếc. Diệp Tu không có bản đồ điện tử bao quát, nhưng bản đồ điện tử trong đầu còn HD sắc nét hơn. Chấm sáng trên bản đồ điện tử đứng im không động đậy, mà suy tưởng của Diệp Tu tùy tâm thay đổi, biến hóa không ngừng. Đậu hóa, kiếm phong sở chỉ nhận được PM mới, loay hoay tới lật bàn cũng lật không xong. Vừa lấp được chỗ này quân mạc tiếu lại ngoảnh mông chạy qua chỗ khác. Trận bàn tơ xoắn ốc vốn không một khe hở, vì sao lại ra nông nỗi này. Kiếm phong sở chỉ gấp gáp gửi lệnh chỉ huy, một bên không ngừng suy nghĩ xét lại từ đầu đến giờ, chẳng biết đã hư hỏng từ chỗ nào. Cuối cùng hình ảnh trong đầu chợt dừng ở một khắc kia. Lúc mình bị đánh chết, vấn đề không ngờ là vì mình, kiếm phong sở chỉ đột nhiên bừng tỉnh. Dù trận bàn tơ xoắn ốc không yêu cầu số lượng cụ thể, thiếu một dư một cũng chẳng hại ai. Nhưng ngay lúc gã chết, vốn trận dành cho 24 người, thể nào cũng hổng ra một lỗ. Kiếm phong sở chỉ hồi sinh xong lập tức gọi người lấp chỗ mình. Thời gian để khuyết chẳng đến mấy giây nhưng hiện tại không thể nghi ngờ là đã ngất ngây từ đây. Chỗ trống không lấp được, càng chỉnh càng hỏng, đi từ rách tới nát. Đến khi phóng to bản đồ điện tử trông rõ một vùng minh mông. Nãy giờ kiếm phong sở chỉ chỉ mới hoang mang. Hiện tại nhìn quân mạc tiếu chuẩn xác lao vào từng lỗ từng lỗ trong trận, gã mới bừng tình. Không phải là ngẫu nhiên, do thằng cha đó làm, diệp thu, vốn là con mồi trong mạng nhện, thế éo nào đã đảo khách thành chủ, bây giờ hắn ta mới là kẻ giật dây cái lưới này. Còn mình, vốn ăn chắc, bây giờ lại bị làm cho bối rối. Kiếm phong sở chỉ gửi mấy mệnh lệnh đi, cứ phải dùng đông lấp tây, trận bàn tơ xoắn ốc của gã vẫn luôn luôn xuất hiện một chỗ trống, càng lúc càng rộng ra. Không được, kiếm phong sở chỉ túa mồ hôi đầy chán, hiện tại gã không vi cây, nhưng tần suất gõ bàn phím còn hơn khi đánh nhau kịch liệt bội lần. Theo không kịp, kiếm phong sở chỉ phát hiện mình điều phối nhiều như vậy, đến khi xong hết, còn giữ được quân mạc tiếu trong trận ư. Kiếm phong sở chỉ căng thẳng, lo lắng, nhưng ngón tay vẫn hoạt động không ngừng. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, kiếm phong sở chỉ không ngừng động viên chính mình. 23 người bày trận, kiếm phong sở chỉ phải gửi tin chỉ huy 17 người. Quan sát vị trí từng người, lại xem xét phương hướng di chuyển, sau đó hạ lệnh, nói dễ hơn làm. Sau khi gửi xong 17 cái PM, kiếm phong sở chỉ cảm thấy tay mình muốn liệt luôn, đầu cứ kêu ong ong. Không ngờ hộp thư của gã lại nhấp nháy. Không thể nào, kiếm phong sở chỉ tuyệt vọng, mỗi lúc hoàn thành nhiệm vụ xong lại có đứa pm tọa độ quân mạc tiếu lần nào mở ra cũng như trong chóng xoay lại từ đầu đến giờ cũng chẳng biết xoay được nhiêu vòng rồi kiếm phong sở chỉ nhích bàn tay đã muốn liệt ấn mở hộp thư hòa khóc thiệt cơ mnr quân mạc tiếu lại đổi hướng kiếm phong sở chỉ không cần bản đồ điện tử đả kích với kinh nghiệm nãy giờ dùng ngón chân cũng biết quân mạc tiếu đang te te chạy sang chỗ trống lọt ra chỗ trống ở đâu người bày trận như gã há không biết được dù không muốn nó lọt ra, nhưng bó tay rồi, chỗ trống từ lúc gã về thành đã xuất hiện, quân mạc tiếu chạy đông chạy tây, thế là nó càng lúc càng to. Kiếm phong sở chỉ chỉ có một ước ao được đủ thời gian san lấp nó đi, nhưng tất cả đã kết thúc, lần này quân mạc tiếu đã tuyệt đường gã. Nói cách khác, hiện tại đây trận bàn tơ xoắn ốc của kiếm phong sở chỉ từ 24 người sang 23 người sắp không xong rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ khi gã tạch, kiếm phong sở chỉ chỉ có thể không ngừng liều mạng, suy nghĩ, phán đoán, hạ lệnh, đầu đau như búa bổ, ngón tay như không phải của mình nữa. Lúc này gã đang chỉ huy hết thảy 19 người, đây là trận chiến một mất một còn, kiếm phong sở chỉ hiểu rõ, dù trước mắt không thể trông thấy đối thủ, nhưng chấm đỏ trên bản đồ kia đang cân não qua mạng với gã ở một nơi khác. Đã không hề nhàn hạ như hồi mới lập trận vây quân Mạc Tiếu lúc đầu nữa. Hiện tại, quân Mạc Tiếu không ngừng tấn công, quyết xé vụn lưới nhện của gã. Đừng có hòng, 7 giờ tối đã gửi đi. Kiếm Phong Sở Chỉ đã làm được, trong nháy mắt tự tin của gã lại được bơm đầy, đã vượt qua được giới hạn đấy thôi. Lúc trước gã vốn không tin mình có thể làm được chuyện đấy chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hành động này quá là vĩ đại luôn. Quả nhiên, tiềm năng con người cần một đối thủ mạnh mới có thể bộc phát được. Kiếm Phong Sở Chỉ nhìn chằm chằm vào điểm đỏ trên bản đồ, cùng với chỗ trống vừa xuất hiện kia. Quân Mạc Tiếu dù đến được đó thì sao, bố mày đách sợ con nhé, bố đã vượt lên chính mình, tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Có ngon cứ xông lên, tao chấp hết. Kiếm Phong Sở chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn, hồi hộp chờ tin tức mới, chờ tin về cái tọa độ lúc trước vẫn làm gã đau đầu không thôi. Lúc này gã đã tìm lại chính mình, đột nhiên cảm thấy khoái chí với thứ khiêu chiến này. Kiếm Phong Sở chỉ chờ, chờ kết quả tin tức làm gã điên người kia, chờ hoài nơi ấy, chờ hoài đéo thấy. Kiếm Phong Sở chỉ chủ động PM hỏi người bố trí trên đường đi của quân mặc Tiếu, 1 2 3 người. PM từng người kết quả không ai biết, kiếm phong sở chỉ hóa đá, trận bàn tơ xoắn ốc không nắm được vị trí con mồi, điều này có nghĩa là con mồi đã xé lưới. chương 279, để chị nói đỡ cho. Kiếm phong sở chỉ rốt cuộc cũng hiểu cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục là như thế nào. Để quân mạc tiếu trốn thoát chẳng là gì, nhưng quân mạc tiếu phá trận mà ra làm kiếm phong sở chỉ suy sụp cực độ. Lòng tin vừa bơm đầy trong dây lát xìu xuống không thấy tâm tích, hóa ra thứ hành động gã cho là vô cùng vĩ đại thật ra chỉ như sao biết sao với người ta. Vượt lên chính mình cái con mẹ gì, đường lúc ATSM đã hoàn thành một chiến dịch vô vàn vĩ đại, không hay biết quân Mạc Tiếu đã lẩn mất lúc nào, gã chậm, rốt cuộc vẫn là chậm. Ngón tay kiếm phong sở chỉ thẫn thờ buông thóng, câm nín nửa ngày, gã chẳng còn tâm trạng gửi tin cho ai nữa, đến khi có người nhắn hỏi. Trận bàn tơ xoắn ốc, hai chữ xoắn ốc này hàm ý trận pháp phải luôn vận hành xoay quanh con mồi dù đối tượng bị bao vây không phản ứng gì những người trong trận cũng phải tùy thời di chuyển nhất là khi mục đích của gia vương triều vốn là tiêu diệt kẻ trộm noel xung quanh quân mạc tiếu trận pháp vì thế càng phải linh hoạt hơn nữa mãi không thấy chỉ huy nói gì có đội viên đã pm sang hỏi quân mạc tiếu thoát rồi lúc kiếm phong sở chỉ gõ câu này không cảm thấy xấu hổ tâm trí lơ lửng tận chín tầng mây Hả, kiếm phong sở chỉ lại nhắn thêm mấy câu nữa để cho các đội viên coi nhỏ phạm vi hoạt động dám thì một vùng kỹ lưỡng. Tầm nhìn trong thành tội ác cũng không rộng, biết đâu quân Mạc Tiếu cố tình đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Dường như đây là tia hy vọng cuối cùng, nhưng kiếm phong sở chỉ thật ra chẳng mấy để ý. Thứ thủ đoạn vừa ngây thơ vừa ấu trí kiểu này, đường đường thu thần há có thể nào mang ra. Sự thật như gã đoán, quân Mạc Tiếu đã thoát ly phạm vi của trận bàn tơ xoắn ốc. Đi đâu rồi, tạm thời vẫn chưa biết, phải đi tìm đã. Thất bại rồi, kiếm phong sở chỉ PM cho Trần Dạ Huy. Gì, quân mạc tiếu của Diệp Thu thoát khỏi khống chế của tụi em rồi. Kiếm phong sở chỉ nói, à không sao, mấy chú kéo chân ổng một tiếng đồng hồ, xếp hạng của ổng tuột dốc không phanh kia, đều nhờ công mấy chú đó, trai rồ, tiếp tục phát huy. Trần Dạ Huy nói, kiếm phong sở chỉ ngẩn người, Trần Dạ Huy quả không để ý chuyện Diệp Thu phá trận được hay không. Dù phá trận, cũng bị giữ hơn một giờ, lại bày thêm lần nữa cho tên kia phá, cứ vậy mà làm, đây chính là điều Trần Dạ Huy cần kiếm phong sở chỉ tất nhiên nghe ra hàm ý đó nhưng tâm trạng vẫn cứ nằm nơi đáy cốc trong lòng gã đã cho mình là người thất bại vậy mà bây giờ vẫn phải tiếp tục đưa mặt ra cho người ta trả đạp làm sao vui nổi nhưng ít nhất cũng hoàn thành mục tiêu kiếm phong sở chỉ cố gắng không nghĩ đến chuyện thành bại của bản thân hướng suy nghĩ sang mặt tích cực trần dạ huy nói ngáng được chân chính là thắng lợi kiếm phong sở chỉ tự nhủ vừa đánh tiếng với trần dạ huy vừa vực dậy tinh thần đi tìm quân mạc tiếu lúc trước vì mình tạch nên xuất hiện lỗ trống bây giờ phải lưu ý mọi người cẩn thận hơn nữa biết đâu mọi chuyện sẽ khác nếu đã làm tất nhiên phải cố gắng làm cho tốt kiếm phong sở chỉ sau khi vực dậy tinh thần cũng cố gắng nối lại tư duy vừa gấp rút chạy sang thành tội ác vừa kêu gọi các đội viên trong đội tìm kiếm vị trí của quân mạc tiếu thành tội ác diệp tu dù phá trận bàn tơ xoắn ốc thành công cũng đồng thời hiểu rõ mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt ở đây hắn biết mục đích của gia vương triều là cản chân hắn tham gia event lần này tránh hắn cướp danh tiếng của công hội cũng tương tự như chuyện hồi trước cả bọn bị đuổi giết vậy bịa chuyện vừa vừa thôi công hội lớn vậy mà thèm tranh với cậu à trần quả nghe diệp tu phân tích tỏ vẻ không tin làm một cao thủ áp lực rất lớn dù mình không muốn cũng có thể vô tình trở thành chướng ngại của người khác bộ dáng suy tư của diệp tu làm trần quả rất muốn đập đầu hắn xuống bàn dù có là cao thủ thật thì cũng đừng nên phách lối như vậy chứ làm một cao thủ vậy mà cũng không chịu nhường một chút trần quả nói nhường nhường thế nào chẳng lẽ tôi phải bỏ nhiệm vụ noel diệp tu nói đổi cách nói khác cậu có thể gia nhập công hội gia vương triều nè cao thủ như cậu nếu mà chịu vào người ta mừng còn không kịp ấy chứ trần quả cảm thấy ý kiến của mình không tệ gia vương triều dù sao cũng là công hội nhà cô lại đi sứt đầu mẻ chán với bạn bè bên cạnh cô, trong lòng Trần Quả cảm thấy chuyện này thật vô nghĩa. Nếu tên này cũng vào công hội, vậy không phải cả nhà đều vui ư. Diệp Tu quay đầu lại liếc Trần Quả, thiệt ra chị do Trần Giả Huy phái tới phải không? Diệp Tu từng dùng ớt Trần Quả, tất nhiên biết Trần Quả là thành viên của Gia Vương Triều. Ô, nói vậy cậu biết hội trưởng bọn chị à? Trần Quả kinh ngạc, ở ờ, đúng đó, ông đang ở khu 10 làm việc nè. Diệp Tu nói, thật không, hội trưởng mà sang khu 10 khai hoang, hèn chi dạo này ít thấy ổng trong công hội, cả đám cao thủ đầu bảng cũng chìm nhìm mất tâm, không lẽ đều sang khu 10 cả rồi. Trần quả lầm bẩm hả, có chuyện này nữa, Diệp Tu nói, thì đấy, cậu xem, Trần quả nói xong liền mở giao diện công hội của Trục Yên Hà. Trong danh sách thành viên của công hội, kéo một dãy tên thành viên sám ngắt cho Diệp Tu xem, tiện mồm còn giới thiệu bình luận từng người, trong giọng nói khó giấu nổi niềm tự hào chỉ là khi kéo đến tên kiếm phong sở chỉ, âm thanh khẽ khựng lại một chút. Diệp Tu lặng lẽ nghe, thật ra trong này có một số tên hắn cũng biết đến. Dù sao hắn từng là đội trưởng ra thế, công hội gia vương triều có cao thủ thế nào, ra sao, cũng cần báo cáo cho chiến đội, đồng thời đây cũng là phương thức lâu đời nhất câu lạc bộ dùng để tuyển chọn nhân tài, tìm kiếm trong game. Mà đám cao thủ hiện còn trong công hội, hẳn là những người sau khi trải qua thử thách vẫn chưa lọt vào mắt chiến đội. Với tư cách đội trưởng Diệp Tu cũng thường làm chuyện này, cao thủ trong công hội Gia Vương Triều thực tế còn nhẫn mặt hơn cả Trần Quả, mỗi người có một bản báo cáo đánh giá khách quan giữ trong câu lạc bộ, có vài bản còn do Diệp Tu tự làm, tất nhiên ít nhiều đều có chút ấn tượng. Thì ra là vậy, bây giờ Diệp Tu mới biết thì ra Gia Vương Triều gần như dốc hết toàn lực cho khu 10, như thể không có không được, vậy mà cứ dính chuyện mình ngáng chân các công hội lớn hết lần này đến lần khác. Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh, Diệp Tu không lạ gì phản ứng kịch liệt của mấy công hội chỉ là biết thì biết vậy, nhưng hắn cũng rất vui lòng cạnh tranh cùng cả đám. Lùi bước, xin lỗi, nếu ban đầu có ý nghĩ này, Diệp Tu đã chẳng dùng tài khoản quân mạc tiếu và ô thiên cơ. Thì ra gì? Trần Quả vẫn đang hỏi, hoạt động Noel năm nay rình rang như vậy, ôm hết hạng nhất đến 15 trên bảng xếp hạng, thì ra là do gia vương triều cử nhiều cao thủ đến, ý tôi là vậy đó. Diệp Tu nói, cậu cũng có thể trở thành một trong số họ mà. Trần Quả không biết rõ nội tình vẫn đang cố gắng làm thuyết khách Tới khi lăn lộn giang hồ hết nổi, tôi sẽ xem xét đề nghị của chị. Diệp Tu cười, muốn chị nói giúp cho cậu không? Thiệt ra chị cậu cũng quen biết vài cao thủ, có thể nói một chút. Vẻ mặt Trần Quả đầy đắc ý, Diệp Tu giờ khóc giờ cười. Đâu ra lại có người đến trước mặt mình khoe khoang quan hệ với gia thế chứ? Được được, tới khi cần, chị chủ phải lên tiếng đó. Diệp Tu không hề cười nhạo ý tốt của Trần Quả. Trần Quả nghe được cũng hài lòng gật đầu, sau đó nhìn thấy quân mạc tiếu của diệp tu mò mẫm xung quanh lại không nhịn được hỏi chị nói cậu suy nghĩ nhanh nhanh đi sắp qua hai giờ mà giết được mấy tên trộm noel rồi yên tâm đi vẫn phải nhờ tới chị cả mà diệp tu cười nói nếu tới lúc đó ra vương chiều tấm tức ôm nhau khóc chị có thể bảo trần giả dạ huy để chị nói đỡ cho trần giả dạ huy với tôi nói đỡ ngóa cậu hư cấu vừa phải đuổi việc bây giờ trần quả nhắc diệp tu chú ý thân phận của mình chị là chủ tiệm cơm mà, nào có chuyện nói đỡ với nhân viên. Muốn cậu sang đông cậu phải sang đông lập tức có biết không? Dạ 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 dạ, Diệp Tu gật đầu như dã tỏi, không so đo nhiều, kết quả trần quả lại chỉ vào màn hình trước mặt hò hét kẻ trộm Noel. Nhanh, thấy rồi, Diệp Tu đáp, lúc trần quả nói chuyện hắn đã nã một súng. Kẻ trộm Noel lập tức quay đầu đuổi quân Mạc Tiếu, không ngờ quân Mạc Tiếu không linh chiến, phi súng chạy mất, bay lên nóc nhà. Cậu làm gì vậy? Trần Quả khó hiểu. Kẻ trộm Noel có phải được thiết đặt là một kẻ vô cùng tàn độc, giấu giếm lễ vật cướp được của ông già Noel. Nên khi có người phát hiện hành tung của nó, nó sẽ tấn công người chơi, giết người diệt khẩu. Diệp Tu nói, hình như vậy, Trần Quả nói, tôi muốn thử kiểm tra thiết đặt này một chút. Diệp Tu nói, kiểm tra thế nào, Trần Quả hỏi, tôi muốn thử coi có phải nó sẽ đuổi theo tôi diệt khẩu bằng được hay không. Lúc Diệp Tu nói tới đây, kẻ trộm Noel đã đuổi tới chân tường hệ thống tất nhiên sẽ không chừa bắc kiểu vậy cho người chơi, người chơi không biết, nhưng đám NPC lại có đầy thủ đoạn leo tường. Chỉ là kẻ trộm Noel này là một thích khách, chẳng cần leo chi mệt xác, nhún người một chiêu nhảy cao, đến chỗ cao nhất, lập tức đạp không nhảy bước thứ hai. Đây là kỹ năng bị động của thích khách, nhảy hai bước trên không, giúp cho khả năng nhảy của họ vượt trội hơn những nghề nghiệp khác. Kẻ trộm Noel nhảy lên nóc nhà, Diệp Tu vẫn không sắp vào, thao tác quân mạc tiếu quay đầu chạy mất, nháy mắt đã sang bên kia đường. Trên đường trùng hợp gặp một kẻ trộm Noel thập thỏ uốn éo, Diệp Tu nhấn thực hiện thao tác, quân mạc tiếu quyết đoán nâng ô thiên cơ bắn một phát súng. Chị nói coi, trong thành tội ác này rốt cuộc có bao nhiêu kẻ trộm Noel nhỉ? Diệp Tu đột nhiên hỏi Trần Quả vẫn đang lom khom ngó màn hình của hắn. tám 280, lùa quái, cậu muốn làm gì? Âm thanh của Trần Quả đầy vẻ khó tin. Câu hỏi của Diệp Tu, rồi còn chuyện hắn tấn công hai kẻ trộm Noel mà không đến giao chiến, là một ý tưởng điên cuồng mơ hồ lướt qua suy nghĩ Trần Quả. Hay là chúng ta đếm thử xem?" Diệp Tu nói, "Cậu điên rồi." Trần Quả há hốc mồm bảo, "Hai rồi nè." Diệp Tu vậy mà đếm thật, Trần Quả chỉ biết đứng đờ ra như tượng đá. Tên này muốn thu hút thù hận của tất cả kẻ trộm Noel trong thành không tích sao? Cái thứ hành vi muốn tìm chỗ chết này là thế nào đây? Ngoại trừ Quân Mạc Tiếu, sau lưng hiện thời có hai kẻ trộm Noel đang đuổi theo. Mỗi kẻ trộm Noel có cấp bậc, nghề nghiệp khác nhau số liệu thuộc tính tất nhiên cũng không giống tốc độ cũng người nhanh kẻ chậm kẻ trộm noel mới kéo được hô hô trọng kiếm có vẻ là một npc cuồng kiếm sĩ tốc độ ở mức thường thường nhưng kẻ trộm noel thích khách kia thì tốc độ khá nhanh có lẽ còn nhanh hơn quân mạc tiếu một chút nhưng mà đây là xét trong trường hợp thông thường lúc này diệp tu phi súng bay ngược về mặt tốc độ chiếm được ưu thế lớn không hề kéo gần khoảng cách ngược lại càng lúc càng cách xa nhau NPC cuồng kiếm sĩ thì khỏi nói, đã mất biệt từ lúc nào. Nếu là quái bình thường, ở cự ly này hầu hết đều đã vì thoát khỏi phạm vi thù hận mà tản ra, nhưng kẻ trộm Noel nó vẫn cứ cắn chặt không nhả. Khí chất như vậy không khỏi làm người ta liên tưởng tới quái tinh anh trong phó bản. Đoàn, quân mạc tiếu đang bay ngược nổ một phát súng, kẻ trộm Noel thứ ba bên đường dính đạn, lập tức móc vũ khí ra đuổi theo. Diệp tu ngó chẳng buồn ngó, kéo quân mạc tiếu lon ton khắp nơi. 3 Diệp Tu quay đầu báo cáo sĩ số với Trần Quả. Trần Quả còn chưa thoát khỏi trạng thái hóa đá, một phản ứng cũng không có, não tạm thời đình công khởi nghĩa. Xem bộ Diệp Tu thế này là muốn làm thật à. Số lượng kẻ trộm Noel trong một khu luyện cấp bên nhà làm game cũng không công khai. Nhưng trong một khu vốn có một số quái nhất định, đây là quy tắc cơ bản trong game. Nếu có 100 quái, nhất định không thể mò đâu ra em thứ trăm linh một được, giả sử kéo được 99 em, em thứ 100 bị giết xong cũng sẽ xuất hiện trở lại lúc này tất nhiên là cố định. Diệp Tu muốn làm gì, Trần Quả có thể đoán. Mà hậu quả của nó, Trần Quả cũng nghĩ tới. Nhưng liệu có thể làm được không? Dưới sự truy đuổi của một bầy quái khổng lồ đủ chủng loài thế này làm sao mà sống nổi? Áp lực coi bộ cũng hơi lớn nha. 4. Trần Quả vẫn đang miên man suy nghĩ, Diệp Tu đã kéo tới con thứ tư. Bốn kẻ trộm Noel, vì tốc độ di chuyển tranh lệch, nhấp nhô xếp hàng chạy sau lưng quân Mạc Tiếu, nhưng cả đám vẫn không thể đuổi kịp quân Mạc Tiếu. Tốc độ di chuyển do phi súng là do lực công kích vật lý của loại vũ khí trong tay nhân vật quyết định. Lực công kích càng mạnh, phản lực càng lớn, bay càng nhanh càng xa. Ô thiên cơ của Diệp Tu hình thái súng, phân loại thuộc súng trường, lực công kích tương đương pháo cầm tay. Huống chi đây là vũ khí bạc cấp 25, xem xem vũ khí cam cấp 30, vũ khí tím cấp 35, tốc độ phi súng cực không tầm thường. Hơn nữa kỹ thuật phi súng cực kỳ nhuần nhuyễn, hầu như chưa từng để nhân vật chạm đất, mỗi lần nhảy lên lấy đà cùng độ cao ở mức thấp nhất. Nhìn xa, nhân vật như đang lơ lửng giữa không chung không ngừng lùi về sau. Trần quả cũng nghịch pháo, nếu trông thấy cảnh này không chừng sẽ tròn xoe mắt thán phục. Nhưng đáng tiếc là cô nhìn dưới góc nhìn ngôi thứ nhất từ màn hình diệp tu, không thể trông thấy hiệu quả như khi nhìn ở ngôi thứ ba được. Cô chỉ thấy quân mạc tiếu nhún nhảy tinh tế nhịp nhàng, chỉ biết thao tác của Diệp Tu khá nhanh nhẹn chuẩn xác mà thôi. Nam, Diệp Tu tiếp tục đếm, đã kéo được năm kẻ trộm Noel, 6, 7, 8, trong thành tội ác hưu quạnh, người chơi ít ỏi nên không tồn tại tình trạng cướp quái. Diệp Tu chỉ tìm không giết, tốc độ càng thêm nhanh chóng, không cần kỹ thuật cao siêu gì, kẻ trộm Noel đã xếp thành hàng dài sau lưng hắn, hơn nữa khi tình cờ gặp người chơi khác rất dễ làm người ta nhìn tới mù mắt. Một lần lùi nhiều kẻ trộm Noel dữ vậy, quân mạc tiếu tham quá thể, tham vồn, nhưng nếu ổng giết được hết thì mạnh thật đó. Người chơi vây xem trụm đầu bàn luận rôm giả, ý định điên cuồng trong đầu Diệp Tu không ai đủ sức đoán được. Ai cũng cho rằng hắn muốn lùa quái, giết cả bầy. Chỉ là kỹ xảo thường dùng trong khi luyện cấp thôi, chẳng qua kẻ trộm Noel khá mạnh, hơn nữa phân bố cũng không gần nhau, nên game thủ bình thường vẫn luôn giết tại chỗ. Người rõ ràng nhất chỉ có chân quả, cô trông hàng xe lửa lấy quân mạc tiếu làm đầu tàu càng lúc càng dài, kẻ trộm Noel bây giờ đã lên đến 18 tên. Quân mạc tiếu vẫn bình yên vô sự đây là điều làm trần quả ngạc nhiên nhất tập trung nhiều kẻ trộm noel như vậy có hệ công kích từ xa có bắn súng có pháp thuật chỉ cần trong phạm vi công kích đều không khách sáo ném kỹ năng ra vậy mà vẫn không ai cản trở được quân mạc tiếu đang vọt nhanh phía trước vừa né kỹ năng công kích vừa ung dung lượn qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành tội ác thỉnh thoảng cũng kéo đến mấy cư dân thành thị nhưng tiểu quái chừng này làm gì có đủ kiên nhẫn nhây với hắn chạy được một khoảng đã phủi sạch thù hận tản ra mất dạng đội ngũ càng lúc càng lớn mạnh trên đường dây xe lửa chạy qua diệp tu thậm chí gặp phong sơ yên mộc của tô mộc tranh một lần tô mộc tranh không biết tình hình cho rằng hắn gặp phiền phức vội ném một pháo vào đám trộm noel lố nhố kia nhưng kẻ trộm noel được thiết đặt thuộc về người chơi công kích nó đầu tiên thù hận không thể cướp được cả đám vẫn ùn ùn hướng về phía quân mạc tiếu tô mộc tranh lại muốn công kích không ngờ nhận được tin nhắn của diệp tu đừng đánh đừng đánh tô mộc tranh dừng tay anh làm gì đó lùa quái diệp tu trả lời lùa nhiều vậy còn chưa đủ chưa đủ anh muốn lùa hết kẻ trộm noel trong thành một câu thêm một cái emo ngậm thuốc cười gian chi vậy thi đua mà thi giết kẻ trộm noel đó ô ra vậy em còn ở đây là hầm hưu cái chắc rồi tô mộc tranh đáp không hề kinh ngạc hóa đá như trần quả cô biết diệp tu có bản lĩnh này anh cũng thấy vậy diệp tu đáp cơ mà ở lại hóng cũng vui trong tin nhắn trả lời của tô mộc tranh còn có thêm một cái mặt cười vậy kiếm chỗ tốt ngồi hóng đi diệp tu nói ở đâu tháp chuông bên kia ồ tô mộc tranh lập tức hiểu ra nhưng cũng không đi ngay lập tức phong sơ yên mộc chạy về hướng ngược lại với quân mạc tiếu không lâu sau gửi tin nhắn qua trong đó báo một tọa độ diệp tu đương nhiên hiểu em cũng nhập hội hả diệp tu đáp em sợ em làm không tốt anh sang đi tô mộc tranh đáp diệp tu lái xe lửa đến chỗ cô trông thấy tô mộc tranh đang ngó chừng một tên trộm noel vẫn còn ở yên không công kích xe lửa lại có thêm một khoang, Tô Mộc Tranh cũng chuyển nghề sang bôn ba giúp Diệp Tu tìm mục tiêu mới. 30, Diệp Tu không đến nữa, nhưng Trần Quả bên cạnh vẫn còn lặng lẽ đếm. 30 kẻ trộm Noel lúc nhúc sau lưng quân Mạc Tiếu, danh tiếng đoàn xe lửa quân Mạc Tiếu càng lúc càng vang dội, đi đường cũng có thể làm kinh động cả nửa phố. Bên công hội gia Vương Triều, Trần Giả Huy rốt cuộc nhận được tin tức. Mới đầu hắn không biết, chỉ nhìn bảng xếp hạng, thấy thứ hạng quân mạc tiếu trượt dần đều cứ nghĩ kiếm phong sơ chỉ đang cần cù vất vả. Lại không biết kiếm phong sơ chỉ đã mất dấu thằng cha đó từ lâu. Cho đến hiện tại, có người trong công hội nói quân mạc tiếu đổi nghề đi lái xe lửa. Lùa được cũng chừng hai ba chục kẻ trộm Noel rồi. Một người chơi vây xem bảo, mọi người vẫn nghĩ tên này đang lùa quái. Mặc dù là người biết rõ thân phận quân mạc tiếu như Trần Dạ Huy, cũng không thể nào ngờ đến ý định ngông cuồng của người kia bị tụi mình dọa sợ nên muốn lùi nhiều kẻ trộm Noel giết một lần chăng? Trần Dạ Huy nghĩ như vậy, có cần thêm mắm dặm muối chút không nhỉ? Trần Dạ Huy lại nghĩ, đội ngũ kẻ trộm Noel ùn ùn không ngừng lớn mạnh, 40, 50, người chơi vây xem rốt cuộc cũng cảm thấy có điều không ổn. Lùa quái cũng một vừa hai phải thôi chứ, theo cái đà này là lùa quái hay muốn tự sát đây? Mọi người không cách nào xem cái này là lùa quái đơn thuần được nữa, nhưng vẫn không đoán được mục đích chân chính của hắn. Thời gian trôi qua, vị trí quân Mạc Tiếu trên bảng xếp hạng càng lúc càng bét, kẻ trộm Noel sau lưng càng lúc càng đông đảo. Trần Quả câm nín rồi, đường nhu đã bắt đầu chú ý đến, im lặng bên cạnh Trần Quả. 100, 200, 300, kẻ trộm Noel đã tính bằng hàng trăm. Xe lửa rẽ qua, kẻ trộm Noel sau lưng có thể chen đầy cả đường cái. 6 tiếng đồng hồ trôi qua, Diệp Tu không hề rời khỏi chỗ ngồi, cơm tối cũng không ăn, nước cũng không uống một ngụm, chứa kể chuyện đi WC chỉ bằng hành động điên cuồng này đã được Trần Quả đặc cách, ngự giá thân trinh châm cho hắn một điếu thuốc. Trần Quả cũng không dám cắt ngang, chuyện đến nước này, Trần Quả cũng muốn nhìn coi Diệp Tu có thể làm tới đâu, kẻ trộm Noel trong thành tội ác, rốt cuộc có bao nhiêu đứa. Trần Quả không còn tâm trạng chơi game của mình, chỉ chăm chú ngó tình hình bên Diệp Tu. Hơn 300 kẻ trộm Noel truy sát, áp lực tất nhiên khỏi bàn. Vẻ mặt Diệp Tu vô cùng chuyên chú, ánh mắt không mảy may rời khỏi màn hình máy tính hắn đã giữ vững lực tập trung ấy từ rất lâu. chương 281, ảo diệu, đêm Giáng sinh an lành. Dù Trần Quả trang trí tiệm nét cho ra dáng dấp đêm Noel với người ta, nhưng mục đích quy cho cùng cũng vì thương mại, bản thân cô không mấy chú ý vụ lễ lạt ngày này. Không có tiệc mừng thì thôi, cả cơm tối cũng qua loa hơn bình thường, bưng tô ngồi trước máy tính ăn cho qua bữa, cô còn phải hóng diệp tu lùa được bao nhiêu quái kẻ trộm Noel nữa. Số lượng vẫn không ngừng tăng lên, Trần Quả đã liệt luôn dây thần kinh kích động. Hiện tại tâm trạng của cô chỉ có hồi hộp, vô cùng trông đợi không biết có thể gom được bao nhiêu kẻ trộm Noel. Mà game thủ của các công hội đang cày cấy ở thành tội ác đã bắt đầu nhấp nhổm rồi. 10, 20, 30, lùa quái thôi mà. Đến 40, 50, cả đám ngờ ngợ nhận ra bất ổn. Người vây xem càng lúc càng đông, đoàn tàu này rất bắt mắt, cả bầy trộm Noel ngang nhiên diễu hành qua phố lớn ngõ nhỏ, tầm nhìn trong thành tội ác có thể tới đâu cũng có thể thấy thấp thoáng từ xa. Điều bất khả trong lòng mọi người đang có nguy cơ dần dần trở thành sự thật. Muốn làm gì đây? Tất cả lãnh đạo công hội lớn xôn xao, trong đó nhột nhất phải kể đến công hội Gia Vương Triều. Họ thậm chí còn phát hiện sức ảnh hưởng từ hành vi này của Quân Mạc Tiếu trên số liệu, tốc độ săn giết tại thành tội ác của cả đám càng lúc càng chậm lại. Kẻ trộm Noel là một tài nguyên cố định, hiện tại lại không ngừng bị tên Quân Mạc Tiếu kia cọc trước, số lượng Gia Vương Triều có thể tìm thấy càng lúc càng ít dần. Tệ hơn nữa, Kẻ trộm Noel theo chân quân Mạc Tiếu càng lúc càng đông, vậy mà đách đứa nào chịu chết cho nhờ. Không chết, ý là không xuất hiện con mới, cũng đồng nghĩa với việc kẻ trộm Noel mà mọi người có thể săn giết trong thành tội ác càng lúc càng hẻo. Phải biết ra vương triều có thể leo lên top đầu bảng thợ săn kẻ trộm Noel là nhờ có thành tội ác làm cơ sở, nay nền móng bị người ta đào gốc chốc dễ. Lợi thế về số lượng kẻ trộm Noel không còn, dù có cao thủ nhiều như mây cũng chẳng làm ăn được gì trần dạ huy không muốn thế cục khó khăn lắm mới nghiêng về mình hỏng mất nối tiếp đám kiếm phong sở chỉ lúc trước lại điểm mặt thêm mấy cao thủ qua đối phó lần này không kiêng rè gì nữa gặp quân mạc tiếu tẩn chết thì thôi sau khi đập chết quân mạc tiếu sẽ giành được một bầy kẻ trộm noel khổng lồ trao đổi thế này trần dạ huy nghĩ mà sướng run người kẻ mang mưu đồ ấy không chỉ có mình trần dạ huy lợi ích bày ra trước mắt giết người cướp của với đám cao thủ công hội chỉ là chuyện thường ở huyện Ai cũng biết quân Mạc Tiếu là một đại cao thủ, riêng Trần Giả Huy còn biết đại cao thủ này ở cấp thần. Nhưng như vậy thì sao, trong tình huống này cao thủ cấp thần còn dở được trò mèo nào ra? Trong lúc điều khiển đoàn tàu lửa này, nửa bước cũng không thể dừng, làm sao có thể đáp trả đám người chơi đánh lén? Đây hầu như không phải quyết đấu chính diện, câu giờ chút đỉnh là đủ chôn hắn trong đám trộm Noel đổ sộ phía sau đương đổ tới rồi. Các công hội lớn tính chuyện như đúng rồi, đều tự mình điều động nhân lực. Hơn nữa số người không hề ít, sau khi tiêu diệt quân Mạc Tiếu còn phải chiến với đám trộm Noel, tất nhiên càng đông càng tốt. Sau đó sự thật phũ phàng hoàn toàn khác xa suy tưởng hoàn hảo của họ. Kiếm phong sở chỉ vẫn luôn lần theo dấu vết quân Mạc Tiếu rất nhanh liền phát hiện. Hành tung đại khái của quân Mạc Tiếu rất dễ tìm, cả đoàn tàu bí bo xình xịch chạy vòng vòng bao nổi bật. Nhưng muốn tìm được tọa độ chính xác của quân Mạc Tiếu thì không hẳn dễ sơi. Quân Mạc Tiếu là đầu tàu, nhưng hiện tại cả đoàn đã loạn cào cào kẻ trộm noel khác nhau mang thuộc tính khác nhau trong lúc truy đuổi tốc độ di chuyển vốn tranh lệch càng thêm phóng đại nếu tất cả kẻ trộm noel đồng bước người ta còn có thể nhìn hướng đoán người coi quân mạc tiếu sắp tới ở đâu nhưng vấn đề là hành động của đám trộm noel này chẳng ăn nhập gì nhau cả kẻ trộm noel ở xa trong tầm nhìn không hề trông thấy bóng dáng quân mạc tiếu nhưng vì cài đặt của hệ thống nên nó vẫn biết được vị trí cụ thể của quân mạc tiếu dựa vào iq hệ thống chọn một đường thuận mà đi chưa chắc đã đúng đường quân Mạc Tiếu từng chạy qua. Có thằng chạy hướng đông, có thằng hướng tây, thằng thì trèo tường. Các người chơi có thể dễ dàng bắt gặp những kẻ trộm Noel đang đuổi theo quân Mạc Tiếu, nhưng hiếm khi thấy được thằng đầu tàu. Thấy một kẻ trộm Noel thập thò phố đông, có người đoán quân Mạc Tiếu ở hướng tây. Thấy một kẻ trộm Noel lấp ló phố tây, có người đoán quân Mạc Tiếu ở hướng đông. Thấy một kẻ trộm Noel hì hục trèo tường, có người đoán quân Mạc Tiếu đang ở ngõ kế bên. Kiếm phong sở chỉ dựa vào tin tình báo của các đội viên, tổng hợp tin tức bốn phương, ngó bản đồ điện tử bói vị trí quân mạc tiếu. Gã một lần lại một lần vỗ ngực đảm bảo là vị trí đó đó, mọi người một lần lại một lần báo cáo nơi đó chẳng có ma nào. Lúc này đã nghe câu không có ai hết, tới lần thứ tư, lòng tự tin của kiếm phong sở chỉ bị đánh cho bầm dập, bắt đầu thấy ngại ngại vì mình cứ chỉ bậy đường cho hưu chạy. Tọa độ của Diệp Thu có chút ảo, kiếm phong sở chỉ báo cáo Trần Dạ Huy, hắn không phải trốn chạy vô định, hắn tính toán tốc độ của đám trộm noel phía sau rồi dẫn dắt lợi dụng tranh lệch tốc độ của quái tạo ra cục diện vô cùng ảo diệu chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp kẻ trộm noel đuổi theo hắn nhưng không tài nào nắm được phương hướng chính xác của diệp thu là sao tìm không thấy tâm trạng trần dạ huy tệ đi trong thoáng chốc dùng kỹ thuật thì không xong rồi chỉ đành dựa vào vận may khi trận bàn tơ xoắn ốc bị phá kiếm phong sở chỉ chịu đả kích nặng nề mất cả lòng tin gã không phải ma mới sau một trận đối kháng đã rõ khoảng cách địch ta. Tuy rằng sau đó không ngừng cố gắng, nhưng sự thật tàn khốc, Diệp Thu vẫn cao tay hơn gã một bậc, gã không cách nào đoán được hướng đi của Diệp Thu. Còn mấy thứ tựa tựa vận may thì không ai điều khiển được. Diệp Tu tính toán tốc độ di chuyển, lợi dụng địa hình, dẫn đám trộm Noel chạy loạn xả nhiễu loạn thị giác thính giác, nhưng nếu may mắn, đi lung tung đụng trúng mặt hắn, hắn cũng đành bất lực. Tạm thời thực sự có mấy người như vậy, vừa qua đường chợt nhác thấy bóng ai. Quân mạc tiếu, một người hớn hở reo lên, dù chưa trông rõ ai đi trên đầu nhân vật, nhưng tình hình một thằng chạy trước N đứa bám đuôi phía sau, không phải quân mạc tiếu cầm đầu xe lửa còn ai vào đây. Sau đó cả đám trông theo dáng quân mạc tiếu nhún người lấy đà, một tiếng súng vang dội lên nóc nhà là lên nóc nhà. Ba giây sau, đập vào mắt là một đám trộm Noel đang lũ lượt leo tường. Cả đám vội vàng chạy sang đường kế bên, ô hay, đường bên đây cũng một hàng trộm leo tường, vẫn còn trên nóc nhà. Nhân vật cấp 34, không phải ai cũng dễ dàng leo nóc nhà được. Vì vậy ai lên được đều lên, còn lại xung xe vây kín ngõ ngách, đường xá hai bên chật ních người, đồng thời cả bọn cũng không quên tranh thủ thời gian gọi viện trợ. Sau đó lại thấy quân mạc tiếu chạy trên nóc nhà chảy xuống đường, lại từ đường nhảy sang dãy khác, liên tục mấy con phố, những người chơi không biết leo tường đã bị cắt đuôi. Người chơi hệ xả thủ ngược lại cắn rất chặt, mọi người đều là cao thủ, nhảy nhót gì đều là chuyện muối, đuổi quân mạc tiếu chạy khắp phố. Quân mạc tiếu phi súng di chuyển, xạ thủ toát mồ hôi, gã không thể phi súng đuổi theo, di chuyển bằng phi súng đều phải bay ngược, cả đám xạ thủ đều không thể vận dụng chiêu này chơi cút bắt với quân mạc tiếu được. Vậy coi như đưa lưng về phía họng súng người ta rồi còn gì, trong lúc người ta phi súng sẵn tay tặng mi mấy viên kẹo đồng. Dù không bắn chết mi, đuổi bắt bị động thế này cũng bỏ mẹ lắm rồi. Dù không biết quân mạc tiếu là diệp thu, nhưng ít ra ai cũng rõ quân mạc tiếu là một đại cao thủ tay thiện xạ tất nhiên không dám đọ thao tác độ khó cao với đại cao thủ. Gã đành phải từ tốn chạy chậm, rút súng bắn tỉa đối phương. Chỉ tiếc khoảng cách hai người khá xa, Diệp Tu vừa trông thấy bóng cả đám từ đầu phố đã té mất tăm. Những người đuổi theo kẻ trộm Noel cũng dần lộ dạng, có kẻ nhảy xuống từ nóc trái, có người lăn ra từ nóc phải, thậm chí có người còn lao ra từ cuối phố. Người chơi thiện xạ bỗng cảm nhận được đoàn xe lửa Diệp Tu gây hỗn loạn đến mức độ nào. Quân Mạc Tiếu chạy tới đầu đường, lập tức rẽ ngoặt mất hút khỏi tầm nhìn của thiện xạ người chơi thiện xạ báo cáo với tổ chức vừa xoay người dùng phi súng tăng tốc độ đâu ngờ tới quân mạc tiếu của diệp tu nấp trong góc nhô đầu ra nhìn gã một cái thấy gã quay người phi súng đuổi theo bèn len lén chuyển sang hướng ngược lại kỹ xảo nho nhỏ ấy chưa hẳn đã hoàn toàn gạt được tên kia nhưng diệp tu dùng tầng tầng lớp lớp kỹ xảo như vậy trồng chất lên nhau cấu thành mạng lưới mê cung ảo diệu nhiều công hội đều chỉ thị đơn giản đuổi theo kẻ trộm noel bởi vì tất cả người chơi đều biết rằng kẻ trộm noel có hệ thống làm hậu thuẫn đều mang góc nhìn thượng đế không cần nhìn cũng biết quân mạc tiếu ở đâu đường đi của chúng đều chuyển xác luôn luôn nhắm về hướng quân mạc tiếu cơ mà những kẻ trộm noel không thấy quân mạc tiếu trong tầm mắt tức nghĩa tốc độ di chuyển kém xa quân mạc tiếu nếu cứ theo bọn chúng chỉ sợ vĩnh viễn cũng chẳng tới chỗ người ta các người chơi hiểu được điều này nên không ngừng lựa chọn mục tiêu quá chậm liền cho rơi sau đó tìm đứa nhanh hơn mà đuổi mà đây cũng là một trong những ưu thế lớn nhất Diệp Tu có thể kiên trì đến bây giờ. Tốc độ di chuyển, chỉ mỗi tốc độ di chuyển, Diệp Tu đã vượt xa hầu hết người chơi. Tốc độ phi súng của súng trường vũ khí bạc cấp 25, trên lý thuyết chỉ những người chơi cầm pháo chữ cam cấp 30 mới bị kịp hắn. Nhưng người cầm được vũ khí cam tuyệt không nhiều, có vũ khí cam lại thêm kỹ thuật điêu luyện cấp Diệp Tu lại càng không có. Còn những nghề đủ đường cản trở khác, pháp sư chiến đấu bận chờ Nguyễn Văn xuất hiện, mà đạo học giả muốn bay nhanh thao tác phải vững, tam đoạn trảm của kiếm khách còn phải si đi. Sau 6 giờ kiên trì kéo quái, Diệp Tu đã sớm vượt qua cục diện gian nan mới đầu. Kẻ trộm Noel sau lưng càng nhiều hắn càng có lợi, kẻ trộm Noel đông như kiến vỡ tổ chạy tán loạn, làm ai cũng không cách nào xác định được vị trí chính xác của hắn. 322 kẻ trộm Noel, con số làm người ta kinh sợ ấy, các công hội lớn không tài nào biết được. Người rõ ràng nhất chính là Trần Quả vẫn lặng lẽ đếm bên cạnh Diệp Tu chương 282, ảm đạm, 323 rồi. Trần Quả cứ trơ mắt nhìn Diệp Tu dắt thêm một kẻ trộm Noel nữa. Em trộm nọ nhanh chóng gia nhập đoàn tàu trộm Noel, thoáng cái mất bóng. 323 kẻ trộm Noel không gây nhiều phiền phức cho Diệp Tu như đám người chơi hàng tường. Diệp Tu điều khiển quân Mạc Tiếu chạy trốn có kế hoạch, số kẻ trộm phải đối mặt thật ra không nhiều đến thế. Trên màn hình của Diệp Tu, nếu không phải quan sát cả quá trình, Trần Quả sẽ không nghĩ tới con số kinh khủng ấy. Sau khi dắt theo 323 kẻ trộm Noel, số lượng tổng thể giảm bớt, đến cả Diệp Tu cũng khó khăn trong việc tìm em mới. Nhưng hắn không hề ngừng lại, tiếp tục để quân mạc tiếu chạy bon bon, trò chơi mở dưới dạng cửa sổ, bên cạnh cũng mở bản đồ thành tội ác như kiếm phong sở chỉ. Cậu định dụ bao em nữa hả? Trần Quả nhịn không được hỏi, Diệp Tu im lặng như không nghe thấy. Dắt trộm chạy rông không khó với Diệp Tu, nhưng vì hắn tính được chuyện các công hội lớn sẽ nhúng tay vào, đó mới là cục diện mang tính kế hoạch lúc bấy giờ. Đi đôi với chuyện trộm tăng, Diệp Tu phải dự tính ngày càng nhiều. Sự chú ý của hắn không ở yên một mức mà tăng mạnh dần đều. Hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói của Trần Quả bên cạnh lúc này. Trần Quả nhìn, không hỏi nữa mà chỉ im lặng dõi theo. Kẻ trộm Noel chạy đầy đường, cả đám chỉ có thể cô đơn nhìn chúng xẹt qua trước mặt một cách công khai, giết thì phí công. Bọn họ tiếp tục đuổi theo quân mặc Tiếu, xem có kẻ trộm Noel nào lọt lưới không. Cách giải quyết này có hơi nhầm nhọt, họ cứ bám đuôi quân Mạc Tiếu như vậy, nơi đi qua chủ yếu là những khu vực mà quân Mạc Tiếu đã càn quét. Mà nơi quân Mạc Tiếu lướt qua, kẻ trộm Noel đang rừng mỡ cũng bị hắn dụ mất, làm gì còn em nào lọt lưới. Tất cả nhiệm vụ săn giết của các công hội ngày càng tiến triển trong ảm đạm, lại chỉ đành bó tay hết cách. Cả đám bận rộn suốt mấy tiếng, quân Mạc Tiếu vẫn sống tốt như cũ. Người gặp qua hắn không ít, lại không một ai có thể ngăn cản hắn. Đương nhiên cũng có thể đánh trộm, nhưng bởi vì đặc điểm một phát trung tình mà đánh chết cũng không được điểm, không đoạt được quà từ tay kẻ trộm Noel, chẳng khác gì làm không công cho Diệp Tu. Nếu tụi mình giết chúng, ít ra sẽ có kẻ trộm mới xuất hiện, tụi mình cũng không đến mức đách có gì làm như bây giờ. Bên Lam Khê Các, người chơi đang hoa dạ bàn bạc với đám Lam Hà. Hắn chẳng thu hoạch được gì suốt một tiếng, quá vô lý với thành tội ác này. Mà người cùng cảnh cảnh ngộ không phải chỉ mình hắn, ai ai trong công hội cũng thu hoạch ảm đạm cả. Giết thì được gì? Chẳng lẽ quân Mạc Tiếu không dùng cách lùa quái ấy với mấy đứa mới xuất hiện sao? Hắn có thể làm một lần, cũng có thể làm lần hai. Hệ châu của Lam Khê Các nói, giết quân Mạc Tiếu, đăng hoa giả dạ quả là một tên nóng tính, ông nghĩ không êm muốn sao? Kết quả thì sao? Hệ châu lại nói, Lam Hà thở dài, hiển nhiên cậu ta ủng hộ cách nói của hệ châu, đành chịu cho nên thở dài. Vậy làm sao bây giờ? Chờ mắt ra mà nhìn à? Đăng hoa dạ nói, tôi nghĩ, hắn làm vậy không chừng tính cả tình huống chúng ta hết cách mà bắt tay giết kẻ trộm Noel. Nhưng nếu ta vững lòng, hắn đành đâm lao phải theo lao. Hắn sẽ giết đống trộm khủng lồ ấy thế nào? Không bàn kỹ thuật, chỉ nói riêng việc thuốc hỗ trợ đã thấy không thể đủ. Hệ Châu nói, vì biết thân phận thật của quân Mạc Tiếu, hắn không dám nghi ngờ kỹ thuật, chỉ nghi ngờ điều kiện tiếp tế làm sao đủ để giết sạch nhiều kẻ trộm Noel đến thế. Ừ thì, đăng hoa dạ nóng tính mấy cũng cảm thấy Hệ Châu nói có lý mà người xoắn suýt không chỉ mình Lam Khê Các, các công hội trung thảo đường, mưu đồ bá đạo, luân hồi và yên vũ lâu không phải cũng dối đến mức bó tay cào tường sao. Cuối cùng các công hội bàn bạc rồi ra kết luận chẳng khác mấy lời hệ châu nói. Nếu bàn về cảm tình, các công hội không chịu đánh không công, trong số đó đặc biệt nhất là gia vương triều. Họ không thống kê quân mạc tiếu lùa được mấy thằng trộm, nhưng từ nãy đến giờ họ kiếm được rất ít, số trộm ở thành tội ác như bị quân mạc tiếu gom hết cả rồi. Nếu giúp thằng trả giết toàn bộ, Trần Dạ Huy dám chắc quân Mạc Tiếu sẽ nhảy lên đầu bảng, dẫm lên 15 thằng gia vương ra phe họ. Trần Dạ Huy không muốn thấy cảnh ấy còn hơn cả chuyện không giết được kẻ trộm Noel nào. Ít nhất hiện tại gia vương Triều vẫn đứng vững ngồi đầu bảng, Trần Dạ Huy làm sao có thể tự đẩy hạng của nhà mình xuống chứ. Tất cả công hội đều tiến vào trạng thái lo trước lo sau. Họ tiếp tục vây giết quân Mạc Tiếu, nhưng diện tích thành tội ác lớn, nhân số của các công hội có hạn, đám trộm cứ ngỡ sẽ chỉ đường kia lại chạy như chạy giặc nếu có thể thành công, cả lũ đã sớm ngăn chặn, còn nhây đến cục diện bó tay bó chân này ư. Đang hoa giả vẫn không thu hoạch được gì trong suốt một tiếng. Diệp tu tìm kiếm có kế hoạch có khoa học, không nhắm mắt chạy bừa như họ, nhưng cũng bắt đầu chậm dần lại. 341, 2 tiếng, khó lắm mất đạt được số lượng này. Lại qua nửa tiếng, Diệp tu vẫn không kiếm thêm được em nào. Đếm rõ tổng số trộm Noel trong thành tội ác, nói chơi thôi mà, một người sao có thể làm được chứ. Tuy thu hoạch ảm đạm nhưng các công hội vẫn tìm được cá lọt lưới. Những kẻ trộm bị giết lại xuất hiện ngẫu nhiên trong thành với số lượng rất ít, nói đơn giản là mật độ của chúng đã giảm mạnh xuống, không phải dạo quanh là tìm thấy nữa. 341 kẻ trộm Noel, Trần Quả không dám quấy rầy Diệp Tu, đành túm đường nhu kích động, cứ như đống trộm Noel đấy sẽ hóa thành phần thưởng của cô vậy. Bị anh ấy cướp hết rồi, nãy giờ chẳng giết được tên nào. Đường nhu cũng thuộc phần tử dốc hết sức mình trong thành tội ác, bị hoàn cảnh ảnh hưởng, thu hoạch càng ngày càng thảm. Sắp đủ rồi, Diệp Tu luôn im ỉm, đột nhiên lên tiếng vào lúc này. Làm gì tiếp đây, Trần Quả kích động hỏi, đây là vấn đề mà cô muốn biết. Chật, cứ tưởng các công hội sẽ ra tay, coi bộ lần này chúng nhịn được thật. Diệp Tu cảm thán, đúng như đám người hệ châu đoán, Diệp Tu tính cả tình huống ấy, tình huống mà hắn mong chờ nhất. Nhưng lần này các công hội đều nhận ra điểm lợi và hại, đuổi giết hắn mà chẳng hề đụng tới đám trộm Noel bám đuôi, chẳng chịu ra tay gì cả đành tự mình vất vả thôi diệp tu thở dài cậu cậu tính làm gì trần quả hỏi cảm giác như sắp biết được kết quả sau khoảng thời gian dài hồi hộp nhìn là biết ngay diệp tu cười còn câu giờ nữa nếu không phải thấy chú mày đang bận chị đánh chết chú mày từ lâu rồi trần quả bực bội lại không đành nổi cáu một mặt nhàm chán giơ pháo bắn quái một mặt nhìn trộm màn hình diệp tu nhiệm vụ hôm nay của cô coi như hủy sạch tầm mắt đa số liếc về phía này nhất là những khi có người đến phá, Trần Quả hồi hộp muốn chết. Ai ngờ chẳng có gì xảy ra, trên màn hình quân mạc tiếu chỉnh hướng, phi súng bay ngược xong, bèn xoay người lao thẳng. Hướng hắn đang lao đến có một tháp chuông cao vút, trông nó cực kỳ u ám và khủng bố dưới phông nền sấm xét thỉnh thoảng xé đôi bầu trời, lúc này quân mạc tiếu cũng chạy thẳng đến đấy, càng ngày càng gần. Này chị, đường nhu chợt gọi Trần Quả, hả, Trần Quả quay đầu, đường nhu gõ gõ màn hình của cô. Ấy Trần Quả nhìn mới hoàn hồn lại, mãi mê xem Diệp Tu mà bỏ mặc Trục Yên Hà bị quái gặm bên kia. Trần Quả vội đối phó tiểu quái, đến khi nhìn về phía Diệp Tu, quân Mạc Tiếu đã chạy tới dưới chân tháp. Cậu muốn, chưa nói xong đã thấy quân Mạc Tiếu nhảy lên, nổ súng. Tia lửa xẹt ra, quân Mạc Tiếu bay nghiêng rồi đáp xuống một góc nhô ra của tháp chuông. Nhảy lên, Diệp Tu cười nói, ngoá, cậu cho mình là tô mộc tranh hả? Trần Quả kêu lên, vinh quang có nhiều tòa nhà cao tầng, cây cối là kỳ hoặc vách núi sừng sững, không thể đi lên bình thường được, người chơi phải dựa vào kỹ thuật và quá trình nghiên cứu của mình, không ngừng khiêu chiến những chuyện tưởng chừng không thực ấy. Đôi khi, họ còn làm được cả chuyện mà các nhà thiết kế game không lường trước được. Tháp chuông trong thành tội ác chính là một trong số đó. Trong tháp chuông không có cầu thang, muốn lên đỉnh chỉ có thể tự nhảy. Nhưng cho tới nay, người chơi có thể nhảy thành công lên đỉnh rất hiếm thao tác phi pháo đỉnh cao mà Tô Mộc Tranh dùng để nhảy lên đỉnh tháp ở thành tội ác trong video tự thuở nào còn đang được người chơi sùng bái kia kìa. Mà hiện giờ, Diệp Tu bâng cua bảo mình sẽ nhảy lên từ đây, sao Trần Quả không xuất sắng cho được. À, chị xem video rồi à, nhảy giống vậy đó. Diệp Tu gật đầu, khẳng định với Trần Quả, để chị coi chú mày nhảy sao. Trần Quả vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, Trần Quả từng thử nhảy lên tháp chuông ở thành tội ác nhiều lần và biết rõ nó khó nhường nào. Điểm dừng chân của nó không phải tạo ra để người đạp lên, có khi chẳng qua chỉ là chỗ nhấp nhô trên tường mà thôi. Muốn đứng vững trên đấy phải cần thao tác cực kỳ chính xác, Trần Quả thử qua nhiều lần, tự nhận không có bản lĩnh này. Mà Tô Mộc Tranh có thể làm được, cô đương nhiên càng hâm mộ người ta hơn. Nhưng hiện tại, cái tên Diệp Tu kia cũng làm được ư? Chương 283, đứng nơi cao trông xuống. Trần Quả mới nói hai câu, quân mạc cứu của Diệp Tu đã nhảy lên hai độ, nổ súng nhân vật vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trên không đáp vững xuống nơi cần rơi làm sao nhảy lên tháp chuông này trần quả cũng biết lý thuyết cô từng xem và nghiên cứu video của tô mộc tranh không ít lần giờ nhìn diệp tu thao tác đâu vào đấy giống y phương pháp trên video nọ mỗi một điểm dừng chân hệt như những vị trí mà cô đã biết điểm khác nhau là nếu trần quả làm cô sẽ đáp không đúng chỗ còn diệp tu thì sao ít ra đã thành công hai lần trần quả lại bắt đầu lo lắng cô biết rõ vụ nhảy này chỉ cần đạp sai một lần sẽ thành công cốc ngay cô đã thất bại không biết bao nhiêu lần quả quả xem này chợt đường nhu kéo cô trần quả quay đầu lại nhìn hàn yên nhu của đường nhu cũng chạy đến chân tháp góc nhìn đối diện với quân mạc tiếu đang nhảy tháp nhảy lên nổ súng nhảy lên nổ súng chậm một chút trần quả muốn nói lại không dám mở miệng quấy dày diệp tu quân mạc tiếu nhảy tù tì không ngừng trừ những lúc phải xoay người hầu như vừa dẫm xuống điểm rừng đã nhảy lên ngay nhân vật như đang bám sát vách tháp mà trượt lên, thoáng chốc đã leo được một phần tư ngọn tháp. Trần Quả lo lắng đến độ lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, tai nghe trên đầu cũng thấy nặng trĩu. Sau khi tiện tay tháo xuống, âm thanh thao tác phía Diệp Tu nghe cực kỳ rõ ràng. Hết ngừng rồi bấm, tiếng chuột và phím vang theo nhịp điệu khiến người nghe cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhìn nhân vật nhún nhảy theo tiết tấu, cứ như video được chèn thêm nhạc nền, hợp lực tăng sức mạnh. Trong nháy mắt, tháp chuông đã nhảy non nửa, kẻ trộm Noel đuổi theo quân Mạc Tiếu cũng lao đến chân tháp. Kỹ năng trèo tường của NPC há chỉ là hư danh. Không nói nhiều, bu vào tháp chuông và đuổi ngay lên trên. Trộm Noel không ngừng lao ra trên các con đường quanh tháp chuông. Quân Mạc Tiếu chỉ di chuyển lên cao, tức là đứng yên trên bản đồ. 341 kẻ trộm Noel rốt cuộc có địa điểm họp mặt thống nhất, tụ tập càng lúc càng đông dưới chân tháp, nhộn nhịp và ẩm ý không thôi. Tiếp đấy, cả lũ lại rất có trật tự, vây quanh tháp chuông rồi leo từng bầy lên. Trần quả nhìn, Diệp Tu nhảy lên tháp chuông, quả thực chính là không còn đường lui. Nếu phạm lỗi ngã xuống, hắn sẽ ngập chìm trong biển quái, mỗi đứa một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết hắn. Phim gây cấn biến thành phim kinh dị, tim Trần quả muốn nhảy ra ngoài cuống họng, cô gần như không dám nhìn tiếp. Lên, lên, vị trí của quân mạc tiếu không ngừng lên cao, không chút trần trừ, không một sai lầm. Những chỗ mà Trần Quả nhớ có hơi khó, cũng được hắn lướt êm du như trên đất bằng. Mà ngay thời khắc cuối cùng, chỉ chớp mắt sẽ nhảy đến đỉnh tháp, Trần Quả đột nhiên hét to, a à. Trong màn hình, phương thức của quân Mạc Tiếu vẫn là nhảy và bắn, nhưng hiện tại, nhân vật chỉ cách tháp chuông một khoảng bé tẹo, thế mà không thể lên nữa. Thoáng cái, Trần Quả đột nhiên nhớ lại, chỗ cuối cùng có độ cao hơi lớn, đòi hỏi phải vài yêu cầu về lực phản của súng ống và phụ trọng nhân vật. Diệp Tu vừa tới đã nhảy ngay, e rằng chưa kịp chuẩn bị chỗ khó cuối cùng này. Trần Quả trơ mắt nhìn quân Mạc Tiếu vì nhảy không lên đỉnh tháp mà dần xa xuống, ân hận tại sao mình lại quên nhắc thì, bỗng nghe tiếng lượn phím tốc độ cạch 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 nối liền từ Diệp Tu bên cạnh, quân Mạc Tiếu đột nhiên giơ vũ khí trong tay lên, xoạt dương ra. Gì vậy, nhảy dù hả, Trần Quả khó hiểu lầm bẩm ô thiên cơ cũng không ngừng biến hóa. Toàn bộ mặt ô bất chợt gập về phía nan ô, tám cái nan ô cũng hợp lại từng đôi một, sau đấy, đột nhiên xoay tròn. Đu má, thiệt đó hả? Trần Quả la lên, cái này cô biết, đây là kỹ năng của kỹ sư máy móc trong chóng máy. Quân Mạc Tiếu lập tức ngừng rơi, sau khi lảo đảo vài cái giữa trời liền bay vèo lên cao, nối theo thao tác của Diệp Tu, ô thiên cơ trở về hình dáng thường, quân Mạc Tiếu đáp vững trên đỉnh tháp. Cái thứ này của cậu có cả chức năng của hộp máy à? Trần quả trợn mắt há mồm bảo, hộp máy là trang bị đặc biệt của kỹ sư máy móc. Kỹ sư máy móc được phân vào hệ xạ thủ, nhưng trên thực tế, đa số kỹ năng lại không thực hiện bằng súng, mà bằng hộp máy mở rộng trang bị thần kỳ hộp máy không nằm trong ô trang bị, nó được đặt trong túi, trông giống một món đạo cụ. Bản thân nó không có thuộc tính công kích, nhưng nó phụ trợ tăng vài cấp kỹ năng cũng như các thuộc tính khác, mà súng của hệ xạ thủ chính là một món không thể thiếu của kỹ sư máy móc. Nên với một kỹ sư máy móc, tay cầm súng, eo treo hộp máy mới được tính là hệ thống vũ khí hoàn chỉnh, đây là chỗ đặc biệt của nghề này. Kỹ năng chóng chóng máy, tuy là kỹ năng chung của hệ xạ thủ dưới cấp 20, nhưng bạn đừng hòng dùng được nếu hộp máy không có trong tay hay trong túi cậu có mang hộp máy? Trần Quả nhớ ra rồi tiếp tục hỏi, có đâu, kiêm chức năng hộp máy luôn đấy. Diệp Tu nói, a à đù, vũ khí của cậu là cái quái gì vậy? Trần Quả câm nín luôn, Diệp Tu chỉ cười không nói, góc nhìn của nhân vật chuyển đổi. Ý, có người kia. Trần Quả lại kêu lên, trên đỉnh tháp chuông có người khiến cô hoảng sợ, nhưng sau, cô lại thấy rõ tên đối phương, phong sơ yên mộc, cũng nhận ra người này đã từng giúp đường nhu, một trong đồng bọn của họ. Nhỏ cũng nhảy lên được à? Chân Quả Thầm thì ghen tị, cô nàng kia cũng là bậc thầy pháo súng, lại còn kề vai bên Diệp Tu và Đường Nhu, Trần Quả không khỏi so sánh với bậc thầy pháo súng của mình. Giờ thấy người ta có thể nhảy lên đỉnh, chỉ mỗi thao tác phi pháo thôi mình đã không so được. Vãi, đừng lắm người làm được thế chứ." Trần Quả nói nhỏ, Diệp Tu đeo tai nghe nên không nghe thấy, hắn đang nói chuyện với Tô Mộc Tranh trong game. Mở cửa sổ giao dịch với Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh lấy một lượng lớn thuốc phục hồi từ bên kia, tất cả đều là mana, thoáng chốc trọng lượng tăng đầy. Để phòng ngừa thôi, Tô Mộc tranh bảo, trọng lượng cao quá chả quen gì. Diệp Tu nói, giờ có cần di chuyển nhanh đâu. Tô Mộc tranh nói, chưa chắc, Diệp Tu điều khiển quân mạc tiếu tới sát mép tháp nhìn xuống. Tháp chuông rất cao, từ trên đây nhìn xuống trông đám trộm chẳng khác gì lũ kiến đang chen trúc bò lên khắp tháp. Đường Nhu đứng dưới tháp, nâng góc nhìn trông lên đỉnh tháp mờ ảo như lọt giữa màn sương chỉ khi sấm xét chớp nhoáng thì mới thấy bên trên có hai bóng người đang lấp ló đường nhu có thể đến tháp chuông trước đương nhiên là nhờ vào sự tiện lợi khi ngồi cạnh diệp tu người chơi các công hội vất vả truy lùng quân mặc tiếu lúc đuổi đến nơi thì đã quá trễ người nhanh chân hơn thì được chứng kiến tư thế nhảy tháp oai hùng của hắn đây là đâm lao phải theo lao ư sau khi nhận được tin lam hà bất đắc dĩ nói với hệ châu hệ châu nhất thời cũng im lặng họ đã nghĩ đến chuyện quân mạc tiếu sẽ chén sạch đám trộm bởi ưu thế trên cao còn những người đến từ các công hội không biết thân phận thật sự của quân mạc tiếu vẫn đang khó tin trước chuyện hắn nhảy lên đỉnh tháp khó tin mang nghĩa khi đối phương làm một hành động ngoài dự đoán ta sẽ thấy kinh ngạc và sửng sốt chứ không quá ảo não trần dạ huy lại cực kỳ ảo não hắn biết quân mạc tiếu là diệp thu hắn không bất ngờ chuyện thằng chả có thể nhảy lên đỉnh tháp nhưng nếu không bất ngờ vì sao lại không liệu được trước hắn chỉ nghĩ Diệp Thu coi khinh họ, ép đám công hội giúp mình giết sạch trộm, nên án binh bất động, lại không ngờ Diệp Thu đã có hậu chiêu đối phó với chiêu án binh bất động này. Phải chi nghĩ ra vụ mượn địa thế của tháp chuông sớm hơn, cách này, chính Trần Giả Huy cũng có thể đoán được. Giờ thì trễ rồi, khi Trần Giả Huy tự mình đuổi tới tháp chuông, hắn cũng trợn mắt há mồm như tất cả người chơi đang có mặt. Số lượng trộm nhiều đến nỗi không thể đếm được, nhìn chúng chạy rông khắp thành còn chưa cảm giác được, nay chúng tụ hết về đây, chấn động thị giác quá mãnh liệt. Tất cả kẻ trộm có mắt không tròng, phất lờ một lũ người chơi đứng sau, một lòng hướng về tháp chuông như đi cúng miếu. Những kẻ anh dũng bỏ trước đã leo được phân nửa, còn đám người chơi thì sao? Chỉ có thể ngơ ngác dõi theo. Trần Dạ Huy chuyển góc nhìn quanh, thấy xa Tiền Tử, thấy Lam Hà, thấy Dạ Độ Hàn Đàm, Cô Ẩm, Bối Đăng đạn Yên Vũ Thương Thương. Những tên hội trưởng khét tiếng của khu 10 đã tề tụ về đây, mặt ngu nhìn lên. Nhìn bóng dáng cao cao tại thượng, không có xét thì không thấy được kia. Đám trộm lao đến đầu tiên sắp leo lên đỉnh, sấm chớp chợt bổ đôi trời, đúng lúc soi rõ tầm nhìn cho mọi người. Bóng người trên đỉnh không phải một, mà là hai, ngay vào lúc sấm chớp xẹt qua, hai tia lửa bắn ra từ bóng súng. Vách tháp bùng nổ ánh lửa, ai nấy đều nghe rõ tiếng kêu la thảm thiết. Kẻ trộm Noel bị sóng xung kích hất văng, tranh vinh giữa trời biết nắm vào đâu. Chẳng phải đâm đầu lao xuống ư, điểm tích lũy cả đó, qua cả đó các người chơi nghĩ mà đau lòng không thôi. chương 284, còn chút khát khao, thương tổn bởi ngã khỏi tháp chuông vượt xa hẳn những thương tổn khác. NPC sẽ chịu bao nhiêu thương tổn, người chơi không rõ lắm, nhưng ở độ cao này, các cao thủ đều tin chắc rằng, dốc đầu xuống tất sẽ bị tiễn vong về thành không thích ngay và luôn. Giờ nghe thấy tiếng kêu thê lương đâm thủng trời cao của lũ trộm bị té, ai nấy đều đau quặn con tim, lần ngã xuống này sẽ không chết ngay chứ. Quân mạc tiếu giết quái dễ quá thì phải, đang nghĩ vậy, chợt thấy một vệt sáng bắn thẳng xuống từ đỉnh tháp, nối thẳng mặt đất, cũng chính là pháo laser của phong sơ yên mộc tô mộc tranh. Phát pháo vô cùng khủng bố, song dù sao cũng là game, sát thương kỹ năng không hoành tráng như bề ngoài. Con bò lên đầu tiên chúng phải pháo laser bị đẩy ra, tức thì ngã khỏi đỉnh tháp, lực sát thương liền từ từ giảm dần. Sau khi đẩy xuống được ba con, lũ còn lại vẫn vững vàng vịn vách tháp. Muốn đẩy hết đám quái đang leo tường không phải dễ, phải xét về hiệu quả kỹ năng kỹ năng có hiệu quả thổi bay là tốt nhất. Hiệu quả đẩy lùi mạnh mẽ như pháo laser nén lực chỉ có thể làm chúng va chạm rồi ngã xuống vài con. Lực giảm xuống, lũ trộm Noel chỉ sụt sụt người, sống chết nằm úp trên vách không thấy rớt. Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đương nhiên biết rõ mười mươi. Trong một lúc, đủ loại kỹ năng hữu hiệu của hai người xoay vòng từ đỉnh tháp, từng bầy quái liên tục ngã xuống. Nối gót mỗi con là một tiếng thét bi thảm, xém té, té được nửa, té một phần ba, mới bắt đầu té, tiếng thét dần hòa vào nhau như dàn hợp sướng, phối với sắc thái âm u của thành tội ác, nghe giận cả tóc gáy. Hội trưởng các công hội bận hay không bận đều tụ lại một chỗ. Có người bất đắc dĩ, có người thở dài, có người vẫn ngẩn ngơ nhìn trời, hồi lâu, không một ai mở miệng lên tiếng. Người thấp thỏm không yên nhất không ai khác ngoài Trần Dạ Huy. Bởi vì bảng thành tích hiện do hắn thống trị, các công hội khác cũng dần phát hiện chuyện gia vương chiều dốc hết vốn liếng vào khu 10 cao thủ gia vương triều bên thần chi lĩnh vực bỗng nhiên ít lên mạng, ngay cả Trần Quả còn nhận ra, nói chi đến các công hội nằm vùng nơi nơi. Hành động của gia vương triều đã rõ đến mức trẻ danh cũng hiểu. Dĩ nhiên, công hội nào chẳng muốn phát triển, nhưng không ai lập tức vung tay làm lớn như gia vương triều. Lần hoạt động Giáng sinh này, gia vương triều quả là nở mày nở mặt, độc chiếm cả bảng thành tích ở khu 10. Công hội khác biết tình huống khác thường, tự biết mình đú không lại gia vương triều, thành thử cũng không quá xoắn suýt. Xét theo mặt trái ngược, gia vương triều quả thật rất nổi ở khu 10, nhưng ở thần chi lĩnh vực thì sao? Không cao thủ tỏa chấn, công hội trở nên thua thiệt giữa hàng đông công hội khác, thậm chí còn bị công hội người chơi thường dẫm xuống. Vì thế, tuy mọi người đều vây xem quân mạc tiếu diễu võ dương oai, nhưng tâm tình lại kẻ bắt người nam. Không ai sốt ruột bằng Trần Giả Huy, các công hội khác chỉ bị Diệp Tu ăn bớt một phần bánh, không như Trần Giả Duy trực tiếp bị chén sạch thứ mình cần. Nên ra tay không? ít ra có thể làm trộm Noel nhanh hiện con mới, kiểu giết của thằng trả chẳng biết giết tới đời nào mới xong. Tao vừa phái người nhìn thử, lũ quái té xuống không chết ngay, còn tiếp tục bò lên, chẳng biết phải té thêm bao nhiêu lần nữa. Bên đám hội trưởng đã có người bắt đầu thảo luận giết hay không giết. Khi thấy không giết cũng chẳng làm được gì quân mạc tiếu, không ít người nảy lên ý định rút ngắn thời gian chờ. Giết để tặng không điểm cho quân mạc tiếu hả, xong nó lại lùa thêm một lần để chúng ta giết tiếp. Đéo, Mơ đi nhé, cũng có không ít người phản đối, ví dụ như hội trưởng cô ẩm siêu ghét quân Mạc Tiếu. Trần Dạ Huy rất bận, hắn phải đi khích thêm liên minh đối kháng quân Mạc Tiếu. Nhưng vô dụng, các hội trưởng chỉ cười ha hả bẻ ngoặt đề tài của hắn. Trần Dạ Huy cũng hai năm rõ mười, hoạt động giáng sinh này, gia vương triều được lợi nhất, cho nên gặp phải cục diện này, người tổn thất nhất chính là họ. Mà nếu cuộc kháng chiến chống quân Mạc Tiếu diễn ra thành công, gia vương triều vẫn chiếm nhiều lợi thế, công hội nào nguyện ý tham gia chứ? Trần Dạ Huy bó tay, hắn chẳng thể làm gì quân Mạc Tiếu đang ở tuốt đỉnh tháp cả. Dưới trướng xem như cao thủ như mây, nhưng không một ai dám chắc rằng mình sẽ nhảy lên được tháp chuông. Dù có đi, quân Mạc Tiếu đang cắm chốt trên đỉnh, nhảy lên rồi, kết cục có khác gì lũ trộm Noel. Trần Dạ Huy nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, vẫn vô kế khả thi, chỉ đành thức giờ phái cấp dưới đi tìm trộm khắp nơi, quân Mạc Tiếu ở đây giết quái, nơi khác trong thành tội ác tất nhiên sẽ xuất hiện con mới. Các công hội lớn cũng bắt đầu hành động, không ít người dần tản đi. Xuống tay với đám quái thuộc về quân Mạc Tiếu để tăng tốc độ tái lập. Sau cùng vẫn không công hội nào làm vậy, thoạt nhìn đó là thủ đoạn thích hợp nhất, nhưng bọn Trần Gia Huy và cô ẩm thì ghét cay ghét đắng, chả muốn xuống tay. Công hội khác không xuống tay, vậy các công hội muốn xuống tay chỉ đành từ bỏ. Vì sao? Vì nếu bạn ra tay, người của bạn sẽ thủ tại đây, còn công hội không ra tay có thể phân tán người khắp thành đuổi theo con mới. Giúp quân Mạc Tiếu làm không công thì thôi, còn phải giết trộm Noel để mấy công hội rảnh tay chiếm lợi, đây mới là điều các công hội không thể nhịn nhất. Tôi bảo mấy ông không giết thì thôi, nhưng hẳn nên tìm cách khống chế quân mạc tiếu chứ nhỉ. Chẳng lẽ cả lũ cứ đứng đây ngó hắn giết xong, đi lùa quái trong thành về tiếp. Chỉ bằng thừa lúc hắn đang bị vây trên đỉnh, chúng ta bố trí sẵn người, đợi hắn nhảy xuống, rồi băm thẳng hắn luôn. Hội trưởng bối đăng đạn của Bách Hoa Cốc nói, đây cũng là đội ngũ từng bị diệp tu cho ăn hành, thầm ghi hận trong lòng. Băm, ông băm kiểu gì, chốc nữa người ta lại chạy từ thành không tích tới, ông có thể khóa chặt cửa thành tội ác sao? Yên vũ thương thương bên yên vũ lâu lên tiếng, mọi người nghĩ ngợi, quả là không có cách nào, cũng không thể đuổi giết và chia bày chặn đường như hồi trước được. Hoạt động Giáng sinh kéo dài 36 tiếng, chưa 12 giờ hôm nay tới không giờ dạng sáng mai, trước mắt cũng đã qua hơn nửa, còn ai dỗi lãng phí nhân lực vào lúc này? Đệt, nghe theo ý trời vậy, kẻ đầu tiêu bối đăng đạn thấy chẳng còn cách nào, đành dẫn người rút lui. Đám hội trưởng thở dài, từ từ rời đi, quảng trường dưới tháp chuông, người chơi từ các công hội lớn gần như tàn hết. Nhưng lúc này, quanh ngã tư đường có vài công hội đi được nửa bước thì ngừng lại, tiếp tục quay đầu quan sát. Đợi một lát rồi xông lên nữa. Lam Khê các chưa rời khỏi hẳn, hệ Châu nhìn về phía tháp chuông, nói với Lam Hà đối diện. Lam Hà chẳng ừ chẳng hử, ừ, nhân vật ngẩng đầu, hiển nhiên là đang cẩn thận quan sát, chốc sau mới nói, "Đúng." Nói như vậy, quân mạc tiếu rất có thể không chống tới cùng được. Đăng hoa giả vừa nói vừa nuốt nước miếng, mà trong đội ngũ của họ, nhóm Lam Khê Các, biểu tình chảy nước rãi, biểu tình mắt sáng rỡ nháo nhào cả lên. Quân mạc tiếu chống không được, có nghĩa là cả ối thằng trộm Noel kia sẽ mất đi điểm quy túc. Lam Khê Các đương nhiên không ngại thu hết về túi mình. Nhận ra điểm này, e rằng không chỉ mình chúng ta. Hệ châu cúi thấp đầu, nhìn quanh ngã tư đường, trong thành tội ác, nhìn cách phố cũng chỉ thấy mưa phùn và một màu tối om, có người hay không cũng không biết. Nhưng rủ nhau rút êm như vậy, nếu chúng không để ý, sợ cũng không phản ứng kịp đâu. Lam Hà nói, nhiều thế này, một mình chúng ta cũng ăn không hết, dù chia cho mấy nhà khác, nó vẫn là một miếng bánh to. Hệ Châu nói, biểu tình nước miếng, mắt sáng lại nhảy liên hồi. Lam Hà cười khổ, cả hội chúng ta ăn không hết, tên kia lại muốn nuốt riêng mình. Phình bụng chết mị luôn đi, đăng hoa dạ ngẩng đầu, độc miệng xỉ một câu chỉ thấy lũ trộm Noel đang nhanh chóng bao trùm cả đỉnh tháp. Thế nào, trụ được không? Trần Quả ngồi cạnh lo lắng hỏi. Từ lúc bắt đầu ngăn chặn trộm bò lên, thao tác của Diệp Tu chợt trở nên cực nhanh, nhân vật đứng trên đỉnh tháp còn con di chuyển không ngừng như một con thoi. Có điều, do biểu tình của Diệp Tu lại chả căng thẳng gì, Trần Quả không nén được đành quấy dậy hắn. Chắc sắp xong rồi, Diệp Tu cười nói, hắn và Tô Mộc Tranh quả thật không thể ngừng tay một khắc, lũ trộm Noel vây thành vòng bò lên không phải mỗi lần một con. May mà đỉnh tháp càng lên cao càng nhọn, tới đoạn đỉnh nhọn nhất, một vòng chen lắm cũng chỉ được năm. Nếu vây thành vòng to như cái bệ tháp, vậy ắt hẳn phải đầu hàng trước bình minh rồi. Với vòng 5 con này, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh chia đỉnh tháp thành năm khu, A, B, C, D, E. Khu B, Tô Mộc Tranh nói, quân mạc tiếu của Diệp Tu vội chạy tới, một con sắp sửa lên tận đây, quân mạc tiếu vung ngang mâu, lạc hoa trưởng bay ra. Khu 500, Tô Mộc Tranh hô tiếp, quân Mạc Tiếu xoay người chạy về. Con trộm Noel này là một tay thiện xạ, mới thấy quân Mạc Tiếu thỏ đầu ra, vừa bò vừa rút súng cho hắn một viên đạn. Diệp Tu vội điều khiển quân Mạc Tiếu rụt đầu tránh, tay vươn ra, buông thóng, một trái lựu đạn rơi vào ngực nó, bùm. Khu A, Tô Mộc Tranh lại nói, nhanh nhanh nhanh, dưới tháp chuông, trên vô số ngã tư từ đường, từng người chơi thuộc nhiều công hội khác nhau ngồi xổm trong bóng đêm ngẩng đầu, hồi hộp ước mong chương 285, tuyệt đối không thể lãng phí. Tháp chuông là ngọn tháp cao và xa nhất, đứng ở dưới đường nhìn lên chỉ thấy bóng đen mờ mờ, không thể trông rõ đỉnh. Toàn bộ người chơi nước mắt lưng tròng, chưa bao giờ hận thời tiết ở thành tội ác đến vậy. Bình thường mỗi lần chấp sáng đều làm người ta giật mình thẳng thốt thì lúc này ai ai cũng hy vọng nó xuất hiện. Sấm chấp có thể giúp họ trông rõ hơn, không phải căng mắt nhìn vô vọng lên đỉnh tháp, lên rồi. Một người chơi đứng trên đường hô to gã lờ mờ trông thấy một bóng đen bay vào đỉnh tháp. Xông ra, Trần Dạ Huy ra lệnh, về mặt tâm kế, Trần Dạ Huy không hề thua kém ai, luôn để ý tới mọi tình huống của trộm Noel. Hắn tụ tập nhân số đầy đủ, chia hai đường, một đường tìm trộm Noel mới, nửa còn lại lưu lại sẵn sàng làm thịt đống trộm Noel đang trồng chất dưới chân tháp. Nghe lệnh từ hội trưởng, người gia vương chiều lập tức sách vũ khí, lao ra đường trực chờ thung chiêu. Cả lũ suốt đầu lộ diện, bị một nhóm người bên đường trông rõ mồn một. Theo lẽ, toàn bộ người chơi cùng vây quanh tháp, ngửa đầu nhìn với những góc độ khác nhau. Bên ra vương chiều có thể trông thấy trộm Noel bò lên nhưng lam khê các phía đối diện thì không. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thấy phía đối diện có người lao ra, mặc dù chưa biết là ai nhưng có thể suy ra ngay. Lên, lam hà ra lệnh, người lam khê các cũng sách vũ khí lao ra. Động thái này cũng ảnh hưởng ngay tới các công hội khác, lập tức xuất hiện 6 đội chạy ra khỏi phố và đứng thành một vòng tròn dưới chân tháp. Khụ, có người ho khẽ. Tình huống này xấu hổ ghê, có điều, đa số không hề để ý tới chuyện này, chỉ đưa tay ngửa đầu quan sát động tĩnh của trộm Noel. Đống trộm Noel còn bò chứng tỏ quân Mạc Tiếu vẫn đang sống khỏe trên đỉnh tháp. Ôi vờ lờ, bên công hội Gia Vương Triều trợt âm vang tiếng mắng, bọn họ nhìn thấy chiếc bóng đen bò vào đỉnh tháp kia đột nhiên bay ngược ra, rơi bịch xuống đất trong tiếng thét thê lương vang vọng, thảm đến nỗi cõi lòng của người Gia Vương Triều tan nát. Hình như tụi mình kích động quá thì phải, ai đó thì thầm, khụ những người khác chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua vừa thấy một bóng đen trèo lên đã nhào cả ra quả là hơi kích động những ngón tay đặt sẵn trên phím chuẩn bị tung chiêu của cả đám đều hầm hực buông lỏng đợi thêm một hồi lại chẳng thấy tên trộm noel nào lên đỉnh nữa có nên rút không các công hội bắt đầu xôn xao bàn luận còn rút cái éo gì nữa một người chơi vừa nói vừa nhìn quanh cả lũ lộ mặt hết rồi những người ở lại ai cũng hiểu lòng nhau không còn gì phải che giấu nữa vì vậy tất cả đều im lặng và tiếp tục ngửa mặt lên trời quan sát. Khu A, khu B, khu 100, khu 500, trên đỉnh tháp, tô mộc tranh không ngừng hô to, anh thấy kỹ năng của em hồi chiêu có vẻ dài. Diệp Tu phát hiện ra vấn đề kỳ lạ, bấy giờ, số chiêu của bậc thầy pháo súng tô mộc tranh không nhiều bằng tán nhân của Diệp Tu, không thể nào sử dụng kỹ năng bắn rơi trộm liên tục như quân mạc tiếu, vì thế cô đóng vai trò người quan sát chỉ điểm cho Diệp Tu. Tuy nhiên, dần dần Diệp Tu cảm thấy cô ra tay càng ngày càng ít nói là đợi hết hồi chiêu của kỹ năng không thể nào lâu thế được ha 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 nào có em thấy để anh hoạt động như thế vui hơn tô mộc tranh cười nói em châu anh đấy à anh ăn tối chưa tô mộc tranh hỏi chưa